thuyết giảng đợt 2. Phần này chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông giáo lý viên ban phổ thiền giáo lý ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hảo, ông Nguyễn Thế Cường là giáo lý viên ban phổ thiền giáo lý ban trị sự Trung ương. Tôi xin nhắc lại đề tài như sau: tìm hiểu và thực hành lý vô ngã trong giáo lý Phật giáo Hảo. Phần này xin được trân trọng và kính mời ông giáo lý viên Nguyễn Thế Cường đến làm phần sự. Xin trân trọng kính mời ông. Mời vị cổ vũ cho giáo lý viên một đoàn phát tay thật giòn thật kêu, và thay mặt ban tổ chức cũng xin cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa giáo lý viên Huỳnh Văn Buôn, cũng là giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự Trung ương, phụ trách chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Kính thưa ông Lê Thanh Hiền, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Hòa. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã, phường, thị trấn đến tham dự. Kính thưa các nhà mạnh thường quân, các vị nhân sĩ trí thức, các vị trong các tổ từ thiện xã hội. Kính thưa ông Hồ Văn Đực cùng quý vị trong đội quay phim ghi hình nhằm mục đích là đưa lên không gian mạng. Kính thưa quý vị đồng đạo hiện diện kính mến, thật là một niềm vinh hạnh lớn lao chúng tôi hôm nay được trở về ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp để gặp gỡ trước là gieo duyên cùng tất cả quý vị đồng đạo chúng ta. Sau đó chúng tôi chia sẻ sự hiểu biết của mình trong quá trình tu học với đề tài mà Đức Sứ Ngôn đã vừa nêu. Vậy lời nói đầu tiên của chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chào mừng thân kính và lời chúc phúc an lành nhất. Kính thưa tất cả quý vị đồng đạo kính mến, giờ đây thời gian đã trưa, chúng tôi không dám dài dòng để trực tiếp vào trong cái chương trình thuyết giảng hôm nay. Tuy nhiên, nhằm đa thay đổi bầu không khí và giúp cho tất cả quý vị chúng ta có một cái kiến thức hiểu biết sâu rộng về giáo lý của thầy, qua đó chúng tôi xin đặt quý vị một cái câu đố, nếu ai trả lời đúng tôi sẽ tặng cho quý vị một phần quà. Quý vị cũng lưu ý là hôm nay thì trong cái chương trình thuyết giảng này, mặc dù có nhà mạnh thường quân hỗ trợ, tuy nhiên hôm nay mạnh thường quân không có tham dự, cho nên không có cái phần quà, tức là cái máy hát thể nhớ đó, thành ra cũng không có cái câu hỏi để trao đổi. Cho nên vì vậy thì tôi chỉ đặt một cái câu hỏi và đố quý vị ha, ai trả lời đúng thì tôi sẽ tặng quý vị một phần quà. Bây giờ quý vị lắng nghe nha. Tôi đố quý vị, trong sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Thầy có mấy bài mà nó trùng, một là trùng tự đề, hai là trùng thể văn, thứ ba là trùng luôn cả số chữ, bài nào? Mời quý vị trả lời. Có ba ý đó, ai nói đúng ba ý tôi sẽ tặng quý vị một phần thưởng. Một là trùng cái tựa đề, hai là trùng cái thể văn, ba là trùng cái số chữ. Độc đáo. Rồi mời quý vị đồng đạo biết sao. Lưu ý nghe, nói đúng hết ba ý đó mới được nghe. Rồi vì là không có nói số chữ. Rồi kể vậy là nói chung là đúng hai ý rồi đó. Đó cũng có cái sự nghiên cứu kinh nghiệm tìm hiểu cũng rất là hay. Cái gì dùng số chữ rất là khó.
Như vậy thì có hai bài trùng với tựa đề, đó là Lời Phiên Bổn Đạo. Bài Lời Phiên Bổn Đạo Đức Thầy sáng tác tại Bạc Liêu, mà trong đó rút ra cái đoạn văn phần cuối chút xíu nữa để chia sẻ cùng quý vị đây. Phần thứ hai nữa đó là trùng với cái bài Tám Điều Văn Cấm, cũng là Lời Phiên Bổn Đạo. Vậy thì chúng ta thấy có hai bài trùng với tựa đề phải không? Rồi bây giờ nó trùng cái thể văn. Trùng cái thể văn tức là thể văn xuôi, thấy không? Thể văn xuôi tức là ta nói đó là văn tản á, chứ không phải là văn dần. Đó là đặc biệt cái nữa là trùng với văn xuôi. Rồi cái đoạn cuối của hai bài này đó lại là nó trùng với nhau trong cái lối văn Thất Ngôn Tứ Cứu. Băng về bài kệ Thất Ngôn Tứ Cứu là Đạo Pháp Thường Hai Dung Giới Hòa. Rõ ràng chúng ta lật sấm giảng thi văn giáo lý ta câu lại là có hai cái bài đó ở phía sau bài là Thiên Bổn Đạo. Tuy nhiên thì đồng đạo này có nghiên cứu đó mà mới hiểu được cái đó. Mà có cái nữa ta hiểu nữa đó, thì thưa tất cả quý vị, thì tôi thì chưa có điểm số chữ, nhưng mà tôi có coi cái bản mà thống kê của giáo lý viên Võ Văn Tác. Thì nói chung là giáo lý viên này chuyên nghiên cứu về sấm giảng thi văn giáo lý thầy rất là sâu sắc, ông thống kê số chữ luôn. Như vậy thì hai bài này cái số chữ nó trùng với nhau, tức là nó cùng với nhau là một số chữ, đó là 445 chứ. Có nghĩa là trong đó là nó là 445 chữ. 445 chữ là hai bài này đều là 445 chữ. Chúng ta thấy có điều rất là lạ mà rất là trùng hợp. Đó. Thì về quý vị thử điếm lại coi. Đó là 445 chữ. Vậy thì chúng ta thấy nó có ba cái dụng ý mà đồng đạo mình nói được hai cái ý. Mà cái ý đặc biệt cái số chữ là rất là khó. Cho nên đồng đạo mình trình bày đó vậy thì coi như nó đạt được là 65%, thành ra không có quà. Mới có 65%. Bây giờ nó trúng hết đó thì nó mới được là 100%. Cho nên thôi cũng rất cảm ơn đồng đạo đã có tinh thần trả lời cũng được 65% là hai ý, gì là cũng hay lắm đó. Mời quý vị cho anh chàng pháo tay hoan nghênh đồng đạo chúng ta. Rồi. Thôi bây giờ chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Thưa tất cả quý vị đồng đạo kính mến, lúc Đức Thầy được người Pháp an trí tại nhà ông Chí Giỏi ở Bạc Liêu, ở đây là tổng cộng gồm có 15 tháng lẻ 10 ngày, có nghĩa là tính từ ngày 15 tháng 5 năm Tân Tỵ 1941 và đến ngày mùng 2 tháng 9 năm Nhâm Ngũ 1942. Rõ ràng là 15 tháng lẽ 10 ngày. Đúng ra đó là mình tính mà không có tính theo lịch vạn niên đó thì mình nói là 12 ngày. Nhưng mà trong đó nó có mấy tháng thiếu cho nên ta tính thiếu dấu tròn. Ban sự Trung ương sau này nghiên cứu lại quý vị câu trong cái cuốn tài liệu và lớp giáo lý căn bản thì rõ ràng 15 tháng lẽ 10 ngày. Như vậy ở đây người Pháp đặt cái điều kiện rất là gắt gao đối với thầy. Không cho Đức Thầy tiếp xúc với bất cứ ai bên ngoài. Rồi đó là không được thuyết pháp, cũng không được trị bệnh. Mà có một điều là thứ hai đầu tuần phải đi trình báo, việc chi mà phải đi trình báo đó, mỗi tháng 4 ngày nhập cảnh âm. Tuy nhiên họ cho phép Đức Thầy có quyền sáng tác sấm thi. Thế cho nên ở đây trong thời gian 15 tháng lẻ 10 ngày, Đức Thầy đã sáng tác tổng cộng là 40 bài. Trong đó là văn dần có, văn tản có. Mà trong cái văn tản đó thì nó có 7 bài pháp luận. Thưa quý vị, 7 bài pháp luận. Chẳng hạn như là Tu thân sử kỷ thập nhị nhân duyên lời phiên bổn đạo, sơ giải tứ diệu đề, rồi Đức Phật đối với chúng sanh, rồi chư Phật có 4 đại đức, rồi con đường trung đạo. Có cái bài môn hoàng diệt á, thì sau này nghiên cứu là nó logic với cái bài thập nhị nhân duyên luôn. Cho nên là có 7 bài pháp luận mà theo cái thể văn tạng. Thì thưa quý vị, hôm nay được sự phân công của Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương, cho nên chúng tôi trình bày cũng vậy cái đoạn cuối của cái bài Lời Phiên Bổn Đạo mà Đức Thầy đã sáng tác tại nhà ông Chí Giỏi, cái đoạn cuối. Nhưng mà trước khi tìm đoạn cuối, chúng ta phải tìm cái ý nghĩa trong cái bài này Đức Thầy muốn nói gì. Tại vì đây là cái giáo pháp học Phật của Phật giáo Hoàng, nói chung trong 7 bài pháp luận này toàn là pháp tu giải thoát. Đầu tiên trên đoạn trên, trong khi các trò cỏ trong biển mê sông khổ dài dài tới, rõ ràng Đức Thầy đã xác nhận vì cái ý thức sai lầm của lục căn mà làm sai đắm lục trần,
ý thức sai lầm đó cho nên khiến chúng ta tạo nhiều nghiệp chướng. Vì vậy mà ta phải chịu luân hồi sanh tử, ba nẻo sáu đường, xuống xuống lên lên. Đó là ý thứ nhất, luân hồi sanh tử do cái lục căn đó, sai lầm của lục căn. Cái thứ hai đó, sau khi ta hiểu được cái cuộc sống con người là bị trôi nổi trong sanh tử rồi, thì lúc bây giờ Đức Thầy đưa cái thai là phiên chúng ta phải quy y. Vậy thì khi quy y chúng ta cũng phải học, phải hiểu cho rõ ràng quy là về đâu và về nơi cửa Phật. Y có nghĩa là dân lời theo khuôn mẫu, theo lời Phật dạy. Vậy thì giờ cái là Phật từ thiện cách nào ta phải từ thiện theo cách đấy, Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta phải làm theo cách đấy. Rõ ràng như vậy thì quy y đầu Phật và làm theo lời của Đức Phật dạy. Mà ở đây không có nghĩa là làm theo lời Phật dạy hoặc giả là Phật xuất gia rồi cạo tóc mà kia nọ, mình làm gì không phải vậy, mà Đức Thầy chủ trương tại gia cư sĩ. Nhưng về cái tư tưởng lý tưởng giải thoát chúng ta giống như là Phật và các vị đệ tử của ngài vậy, mặc dù ta ở tại gia. Ký thứ ba trong cái bài này đó là chỗ này Đức Thầy dạy chúng ta là cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày, còn sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phần sự mà làm. Rõ ràng ở đây có đồng đạo mình cũng đặt câu hỏi là cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày là tại sao, rồi sự lễ bái là điều phụ thuộc là tại sao. Bởi vì ta hiểu đó là giới lực là chuẩn mực căn bản đạo đức, nó rèn luyện cho con người có phẩm chất đạo hạnh thanh cao, và đồng thời nó ngăn chặn tất cả các điều ác để cho tâm chúng ta được thanh tịnh và được phát khai trí huệ sáng suốt. Bởi vì mục tiêu của người tu chúng ta đó là phát khai trí huệ, mà muốn phát khai trí huệ là chắc chắn là ta phải giữ giới lực. Hầu hết các tôn giáo đều đưa cái giới lực, mặc dù ta không có dùng từ là giới lực hay là tám điều cấm như của Đức Thầy, nhưng mà ta có dùng những cái từ ngữ khác để đến biết nói rằng cho tín đồ trong tôn giáo nó chánh ác hành thiện. Cho nên vì vậy mà Đức Thầy giảng ta là cần nhất, cần nhất. Bởi vì nghĩa là giới lực là căn bản, tam thế Phật pháp giới như căn bản. Rồi bây giờ cái thứ hai nữa là tại sao cúng lại mà Thầy cho là phụ thuộc. Bởi vì nếu ai hiểu lầm mà nói là tôi tu đây cúng lại vậy là đủ rồi, là giải thoát rồi, đắc đạo rồi, cái này chúng ta quá lầm luôn. Tại vì cũng có số người chắc mình tu cho mình cúng lại sớm chiều theo lời Thầy giảng vậy là được rồi đó. Cho nên có chỗ khác Thầy mới là nhắc nhở nè, tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau. Mục đích chữ tu là chỗ sửa đó. Còn cúng lại ở đây là chỉ là nghi thức nha, chứ không phải là pháp môn tu à. Có khi nào ta nói là pháp môn cúng lại không có, mà pháp môn căn bản là giới lực nè, thiền định nè, rồi đó là tịnh độ rồi nè, hay là tu phước rồi nè, thì mấy pháp môn này đó là gọi là pháp môn. Còn không bao giờ mà nói cúng lại là pháp môn chứ, mà không nói pháp môn thì nó đâu phải là cơ bản. Cho nên vì vậy ở đây là cái nghi thức, nó thuộc về nghi thức, thì tôn giáo nào không có nghi thức cả. Nhưng nói như thế ta không thể nào rời bỏ cái nghi thức này mà phải ôm chặt sớm chiều lễ bái cúng lại hàng ngày. Bởi vì có cái nghi thức này để nhắc nhở chúng ta nhớ phận sự mà làm, nhưng mà nó là điều phụ thuộc. Cái điều căn bản ở trên nói đó là giữ giới lực, mà ở dưới này nó là phụ thuộc. Mà cái phụ thuộc này ta không thể chối từ cho những bước đường tu tập, chúng ta phải có cúng lại sớm chiều. Cho nên chỗ khác có thể cho biết là nhỏ to lời lẽ chớ quên, gắn mà nguyện giái nặng đền hơn sau. Sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dự giới. Cho nên vừa giữ giới vừa cúng lại sớm chiều, nhưng mà nhớ là cúng lại phải giữ giới lực, cúng lại phải tu hành, chứ không phải là mình cho cúng lại là đã tu rồi thì cái đó ta hiểu đó rất là sai. Mặc dù phụ thuộc nhưng mà chúng ta phải gắng cố gắng phải làm cho được, phải cúng lại ngày hai thời ba thời tùy theo khả năng của gì. Rồi bây giờ tới cái mục thứ tư á, ý thứ tư đó là chỗ này Thầy dạy chúng ta phải tỉnh được tam nghiệp, thấy không? Trong đường tu mà nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm, mà chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cổ Phật đó. Thì tam nghiệp là như hồi nãy chú Buông cũng có nói phớt phớt qua, thấy không? Chúng ta phải tịnh được thân nghiệp, phải tịnh được khẩu nghiệp, phải tịnh được ý nghiệp đó, thì mới mong về được cổ Phật. Nhưng mà Thầy đã xét rõ ràng là khẩu nghiệp các trò còn nặng nề hơn hết. Như vậy thì tới đó tôi ta ngừng lại được đó. Vậy thì trong cái bài này đó là bốn ý trên tôi vừa nói phớt ngang cách khái quát để chúng ta nắm. Còn nghĩa là ý dưới này là ý thứ năm của trong cái bài này, cũng là một cái ý để rút ra trình bày cũng vậy đó, mà nói một ý cho nó phân ra gồm có năm cái mục lớn, có năm cái mục. Một là lấy gươm trí huệ mà dọn sạch má lòng. Hai, lấy lòng lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau. Ba, lấy lòng bác ái nhân đạo, hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Rồi bốn là cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật. Năm là hãy gắng sức thi hành sẽ có Thầy ủng hộ. Thưa quý vị, cho nên được đưa ra năm cái mục như vậy đó để chúng ta trình bày. Chúng ta thấy năm cái mục này
là năm cái mục cần thiết tu đối với người đạo Phật giáo và chúng ta. Mà đây cũng là năm cái mục lớn. Cho nên vì vậy đó là mặc dù năm mục lớn mà thời gian chúng ta nó không có, nó trở về trưa rồi. Tôi cũng cố gắng cô động hết sức, cô động hết sức để trình bày trong năm cái mục này trong thời gian khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ thôi. Vỗ tay là đồng ý phải không? 4 tiếng đồng hồ đó nha. Bây giờ là 10 giờ 16 phút rồi đó. 4 tiếng đồng hồ là tới 2 giờ luôn. Cho nên thưa quý vị, nói cho vui, ban tổ chức cho phép chúng tôi gặp gỡ chia sẻ quý vị khoảng 70 phút. 70 phút đồng hồ thì cái đề tài này nói chung là phải nói hết sức là cô đọng. Mà hãy đồng đạo còn nhắc chúng tôi là khi trình bày nhớ lâu lâu ngâm nga mấy câu giảng, rồi bữa hổm ngâm ở trên An Bình A chỉ có 2 lần, ít quá. Mới có thời gian đâu ngâm nhiều. Phải không? Cho nên thưa quý vị, thì thỉnh thoảng mà thuyết giảng mình đọc một vài câu giảng ngâm nga nó đánh tan không trầm nó cũng hay. Bây giờ thôi, giờ chúng ta đi thẳng vào trong vấn đề. Hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ma lầm. Thưa quý vị, gươm là gì? Gươm ở đây đó, như chúng ta đã biết rồi, đây là cây gươm được người ta rèn, người ta đúc bằng gọi là kim loại. Trong đó chẳng hạn như sắt hay là thép hay là thau hay đồng gì đó ha. Như vậy thì để người ta sử dụng trong cái lúc mà giao tranh vào cái thời phong kiến, hai bên giao tranh với nhau phải sử dụng gươm để giết giặc, nó rõ là vậy. Nhưng mà ở đây đó thầy nói là gươm trí huệ, gươm trí huệ. Đây là cái lối tỉ dụ thôi, có lối văn tỉ dụ thôi. Bây giờ hãy nói mà giết ma đó, giết ma rồi là phải nói cây gươm. Nhưng mà nghĩa là thí dụ như giờ nói đi qua bên bờ bên kia là phải nói chiếc thuyền, thấy không? Rồi nói nghĩa là ban đêm thì phải nói nó là cái ngọn đuốc. Mà nói nghĩa là liều thuốc để trị bệnh phiền não, để trị bệnh phiền não thì nói là cái liều thuốc thần. Cho nên trong kinh Di Giáo Đức Phật mới ví dụ thế này: trí huệ là dụ như chiếc thuyền đưa người vượt bờ mê sang bến giác, tức là vượt thôi, vượt khỏi nghĩa là bờ sanh tử. Cho nên cái này là dùng thiền rồi, chứ nói qua bến giác mà dùng cái gương thì nó đâu phù hợp, nó không có ăn ý với nghĩa là dụng ngữ. Cho nên vì vậy đó thì ở đây thầy dùng gọi là cái gì, Đức Phật dùng đó gọi là chiếc thuyền. Mà Đức Thầy chúng ta cũng có dùng nhiều chiếc thuyền Bát Nhã. Bát Nhã là trí huệ, thuyền Bát Nhã ta cầm ta lái, hay là xong thuyền Bát Nhã lướt vào một văn thù Bồ Tát Từ Bi, chèo thuyền Bát Nhã rước thì trần gian. Cho nên vì vậy hãy nói qua sông qua bờ kia là phải nói là thuyền Bát Nhã, là thuyền trí huệ. Cái thứ hai nữa là trí huệ được ví như cái gì? Trí huệ được ví như là ngọn đuốc để soi lội trong đêm tối. Quý vị đi trong đêm tối là phải đương nhiên phải nhờ ngọn đuốc thôi, chứ nói giờ cầm cái gươm thì nó đâu có hợp, cái gươm trí huệ đâu hợp, phải không? Đó. Thứ ba nữa đó là trí huệ được ví như cái liều thuốc thần để trị bệnh hết tất cả những bệnh phiền não. Và thứ tư nữa là trí huệ được dụ như là cái búa bén để gọi là chặt đứt cội gốc vô mình. Thí dụ như quý vị đốn cây, thấy không? Muốn chặt cái gốc rễ đó thì ta phải dùng cái búa. Bây giờ mình nói máy cưa, hồi xưa ta phải dùng cái búa. Cho nên vì vậy mà tùy theo trường hợp, tùy theo câu văn, dụng ngữ, dụng ý để nói là trí huệ nó ví như vậy. Bây giờ ở đây thầy nói là ma thì đương nhiên là trí huệ là phải dụ như là cây gươm này. Gươm trí huệ từ bi chấp nhận, hay là vui gươm trí huệ ma dương hải hùng. Vậy thì hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ma lòng. Bây giờ ở đây trước hết ta nói chuyện ma lòng. Ma có nhiều ma lắm. Bởi tại sao gọi là ma? Bởi vì nó luôn luôn là đối đầu với Phật. Ma là luôn đối đầu với Phật, nó chống lại cái người tu, cho nên mới gọi là ma. Quỷ ma hay phá đối người tu. Cho nên ngày xưa Đức Phật khi mà ngài tu mà sắp thành đạo, ma dương nó phá ngài. Nó phá ngài, phá không được rồi nó nguyện sau này nó sẽ trở lại gia nhập vào trong đạo ngài để nó phá đạo ngài. Cho nên ma thứ nhất là gì? Là ma dương, là ma ba tuần, đó là gọi là ma dương. Thứ hai nữa đó, nội ma. Nội ma là chỉ cho trong tâm mình tham sân si nè, chân như tự tánh là chân vật, tà kiến tam độc thuộc ma dương, đó là tham sân si phiền não, thấy không? Rồi nghĩa là ngoại ma nè, tức là ma bên ngoài. Ma bên ngoài là do những cái quan hồn sau khi chết quan với đất gì đó, cho nên nghĩa là họ ở chỗ nào đó. Nhưng mà con ma này đó nhiều khi nó gian, nó ác, nó lớn thỉ, cho nên nó chọc ghẹo, nó phá quấy người tu. Cái này nó không có nữa, cho nên thầy nói dù tiên phàm ma quỷ tranh có ma luôn. Nó làm cho người ta rất sợ, có khi nó hiện ra hình tướng này kia nọ làm cho người ta rất sợ. Đó là cái loại đó là gọi là ngoại ma. Rồi có một thứ ma nữa mà nhà Phật gọi là ngũ ấm ma, phải không? Ngũ ấm ma là năm ấm, là sắc thọ tưởng hình thức.
10 loại ma thuộc về sắc, 10 loại ma thuộc về thọ, 10 loại ma thuộc về tưởng, 10 loại ma thuộc về hành, 10 loại ma thuộc về thức. Cho nên vậy là 50 thứ ma đó, nó theo phá người tu, gì thấy khủng khiếp. Khủng khiếp luôn. Đó. Nhưng mà cái hạng tu mà cỡ mình á, không biết cái gì sao chứ đó, tôi đi. Nếu hạng tu mà cỡ tôi còn yếu gì đó là chưa có đến ma dương nó phá. Mà ma dương nó chịu nó phá rồi là nó xuống nó búng vào lái mình văng liền. Búng vào lái là mình ngã liền. Cho nên vì vậy chừng nào cái người tu mà sắp đắc đạo á, mà dương nó phá. Còn mình bình thường ở đây mà nổi cái ma nghiệp nó phá không rồi là kể như là mình muốn ngã. Ma nghiệp mà nó phá là mình nghịch cảnh là mình muốn ngã. Cho nên vì vậy thưa quý vị, cho nên ở đây vậy thì giờ lấy cây gương trí huệ này để dọn sạch ma lầm của mình. Đó. Bây giờ ở đây bàn cái chỗ ma mà Đức Thầy đã dạy chúng ta nè. Đó. Là con ma thất tình và con ma lục dục. À, thắng thất tình giữ dạng đạo chung, trừ lục dục chớ cho ô nhiễm, thập tam ma diệt bằng trí kiếm. À, dứt xong rồi vô sự thảnh đời. Vậy thì ở đây nó có 10 con ma là 13 con ma đó là ma thất tình và ma lục dục. Thất là 7 mà lục là 6. Đó. Thất tình là gì? Là nó gồm có là hỷ nộ ái ố ai cụ dục. Có nghĩa là mừng, buồn, giận, thương, lo, ghét, sợ. À, cho nên nghĩa là ở đây thứ gì? Như vậy thì nó có là 7 con ma đó, mà con ma đó nó đang ngự trị trong lòng của mình. Quý vị mà khởi lên cái tâm mà mừng, buồn, giận, thương, lo, ghét, sợ thì khởi cái tâm này lên là kể như là trong lòng của mình là bất bình tĩnh. Mà người tu mà mất bình tĩnh, mừng quá không được, giận quá không được, thương quá không được, ghét quá không được, sợ quá không được, lo quá không được, ham muốn quá không được, thì ta là bị mất bình tĩnh. Thì đương nhiên lúc đó ma nó đang trị mình, nó đang cai trị mình. Đó. Như vậy thì ta vướng vào chỗ này không được. Còn giờ rơi vào trong cái lục dục. Lục dục nó gồm có là 6 căn nhiễm với 6 trần, phải không? 6 căn gồm có là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. 6 trần, xin lỗi chứ đó là 6 trần. Còn 6 căn gồm có là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nghi. Đó. Như vậy thì giờ đó là cái căn mà mắt á, thì nó nhìn thấy sắc đẹp nó thích, tai nó nghe tiếng hay nó thích, à, rồi mũi rồi lưỡi rồi thân rồi ý cũng vậy. Nói chung như vậy thì giờ 6 cái trần cảnh này nó xâm nhập vào trong 6 căn chúng ta, rồi 6 thức nó phân biệt, thì lúc đó nó giấy khởi, nó làm cho tâm ta bị loạn. Cho nên vì vậy mà ở đây Đức Thầy dạy chúng ta là phải dùng cái gương trí huệ mà để dọn sạch cái ma lòng này, phải diệt trừ nó mới được, chứ không thể nào dung thứ buông tha nó được. Thì thưa quý vị đồng đạo kính mến, vậy giờ nghĩa là cái gương trí huệ làm sao để chúng ta có? Cái vấn đề đặt ra là làm sao có được cái gương trí huệ này? À, bây giờ muốn có gương trí huệ này, căn cứ theo lời Đức Thầy đã dạy chúng ta, một là ta phải văn tư tu, thấy không? Nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Đó là văn tư tu đó. Nghe cạn lời là quý vị, thí dụ bữa nay mình đang nghe đạo nè, hoặc giả mình học theo văn chương nè, học theo kinh, học theo lời giải thầy nè, rồi đó là nghe cạn lời chớ có mờ hồ, đó là văn huệ, thấy không? Rồi đó là tư huệ, là ta suy nghĩ tư duy ra. Bữa nay quý vị nghe đạo, hồi nãy nghe giáo lý viên Quỳnh Văn Buông, bữa nay nghe giáo lý viên Nguyễn Thế Cường thuyết giảng, rồi nghĩa là nãy giờ mình nghe vậy đó. Chứ nhiều khi cái tiếp thu của mình nó không bằng cái về mà khi quý vị ngồi trầm tĩnh lại, nằm trầm tĩnh cũng được, rồi ta mở nghĩa là trên mạng nữa, đưa lên mạng đây, rồi ta nghe từng câu từ chữ từ gõ. Hồi nãy có anh đó nói, bữa đó đệ nói ở Tân Long á, nói nghe hay lắm, nhưng mà nó không hay bằng cái lúc mà về tôi mở lại coi nghe rất là hay, rất là hay. Đó. Cho nên vì vậy đó thì cái này là cái tư duy rồi. Mình về mình nghe rồi mình tư tưởng mình suy nghĩ lại. Giống như con trâu quý vị thấy không? Nó ra đồng nó liếm cỏ nó ăn, lấy lưỡi nó liếm liếm vô nó nhai, nó nhai, nó nhai. Mà tại sao về nó phải nhai lại? Là về nó ọc ra từ cái xác của cây cỏ đó đó, rồi nó nhai lại rồi nó mới thưởng thức được cây cỏ này nó ngọt, nó béo, nó ngon cỡ nào, theo cái khẩu vị của con trâu. Cho nên khi chúng ta nghe đạo, ta học văn chương rồi đó, ta cần phải tư duy. Kể cả giáo lý viên chúng tôi đi thuyết giảng cũng phải tư duy thôi. Cho nên nhờ cái tư duy mà nó mở mang được, thành ra ta được cái tư huệ. Rồi bây giờ cái là ta đã hiểu rồi, ta mở mang rồi, nhưng mà muốn đạt được cái tu huệ là ta phải tu, áp dụng vào đó để ta tu, ta hành đó, thì hành ta được cái tu huệ. Đó. Như vậy nghe cạn lời chứ có mờ hồ, đó là văn huệ. Rồi tìm hiểu nghĩa là tư huệ, làm theo là tu huệ, đắc đạo. Đó. Đó là một để cái cách mà chúng ta mở được cái trí huệ của mình. Thứ hai nữa, ta áp dụng vào chỗ giới lực, ta cần phải giữ giới. Mà giới mà để đo cho được nghĩa là phát hai trí huệ là cần phải giữ tánh giới. Cái tướng giới là hình thức bên ngoài cũng được đó, nhưng mà tánh giới chúng ta nó còn bị động là chưa đạt. Cho nên ta cần phải giữ được tánh giới. Mà giữ được tánh giới rồi bắt đầu đó là ta được định, rồi ta phát hai trí huệ. Đó là được chúng ta nắm trong tay mình có cái gương trí huệ. Rồi ngoài ra tu theo lời thầy dạy trong bài môn Hoằng Diệt, thấy không?
Nếu ta tìm con đường bắt chánh đạo của Phật mà đi giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận chẳng giả ghét danh, chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ gây mối thiện duyên, thì lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt. Cõi lòng sáng suốt là cái năng lực tự tâm của mình, là trí huệ đã phát khai. Bị trí huệ này nó từ chỗ năng lực nội tâm chúng ta, cho nên cõi lòng sáng suốt là trí huệ phát khai thì phá tan màn vô minh. À, thì vô minh bị diệt thì diệt, bị hành bị diệt, dài tới là thập nhị nhân duyên, 12 cái nhân duyên nó sẽ diệt lần hết, là ta phát khai trí huệ. Trong bài tu thân sư kỷ cũng vậy, thấy không? Rồi cái là diệt lục căn, đừng nhiễm lục căn, là cũng phát khai trí huệ. Cho nên đó là cái phương pháp mà tu huệ. Khi nào quý vị nghe riêng về cái chuyên đề mà tu huệ đó, giáo lý viên sẽ trình bày nốt hết những ý này. Ở đây tôi chỉ nói phớt phớt rồi chúng ta thấy là những phương pháp tu để đạt trí huệ. Mà khi đạt có trí huệ rồi đó thì ta cầm cái gương trí huệ, cầm là nó cái ý thôi nghe, thí dụ vậy đó, là để ta diệt trừ được cái ma lòng của mình. Nói chung là có cái gương trí huệ sáng suốt rồi đó, là ta diệt trừ ma lòng của chúng ta. À, đó là vậy, thì hãy lấy gương trí huệ mà dọn sạch ma lòng. À, cái chỗ này thầy dục thúc chúng ta, chỉ hãy là dục thúc đây, khuyến khích chúng ta rồi, cần phải làm dục thúc mà bắt buộc luôn đó, chứ không phải nói cách mà mơ hồ. Hãy lấy gương trí huệ mà dọn sạch ma lòng. Vậy thì ý thứ nhất phải không, là ta phải tu đạt được cái trí huệ mà như chúng tôi đã trình bày những phương pháp mà chúng ta tu tập cần phải có. Cái thứ hai nữa là gì? Hãy lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau. Thưa quý vị đồng đạo kính mến, cái chỗ này, đây là cái cách đối nhân xử thế mà Đức Thầy dạy chúng ta, là phải có lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau. À, chữ khoan dung là rộng lượng, là tha thứ. Mình sẵn sàng rộng lượng tha thứ những người nào mà khi họ tạo cái áp lực cho mình, họ gây sự bức xúc cho mình, rồi nghĩa là họ làm cho mình khởi lên cái tâm nóng giận, tức là những người đó họ xúc phạm về danh dự, thấy không? Vì đời sống, gia đình mình, bản thân mình, hay là của cải vật chất, họ làm sao mình xúc phạm tới những cái gì mà sở hữu của mình, là đương nhiên là ta khởi lên cái tâm giận. À, cho nên chỗ này thầy dạy ta là phải tập cho mình có cái tánh khoan dung. Thưa gì? Giả lại, cái người khoan dung đó, cái thứ nhất là gì? Là chúng ta phải thể hiện tinh thần của người tu để khoan dung tha thứ lỗi lầm của người khác. À, là tại sao vậy? Bởi ta suy nghĩ rằng con người chứ không phải là Phật thánh. Nếu Phật, Bồ Tát hay là các vị thánh nhân thì không bao giờ bị một cái lầm lỗi nào hết. À, không có lầm lỗi nào hết. Còn ngược lại, con người chúng ta là người phàm. Mà người phàm thì chắc chắn là phải có lỗi thôi. Cho nên mới có câu nói là nhân vô thập toàn. Con người là có 10 điều không bao giờ toàn vẹn được. Cho nên khi cái người đó bị sai phạm điều gì đó, sai phạm với ai hay là sai phạm với mình vậy đó, thì ta sẵn sàng tha thứ. Bởi vì xét thấy mình cũng có lỗi. À, thì họ có lỗi rồi thì mình có lỗi, mình cũng luôn luôn muốn người khác tha thứ cho mình. Thì như vậy thì chính trải nghiệm từ cái bản thân đó, cho nên chúng ta cũng phải cần tha thứ đối với người khác. À, thưa tất cả quý vị, chắc có lẽ quý vị cũng nghe cái câu chuyện cách đây cũng rất lâu, trên 2000 năm. À, trong kinh Cựu Ước của Chúa Giêsu có kể lại câu chuyện như thế này. Lúc đó ở nước Do Thái, người ta đưa ra một cái quy định rất là nghiêm ngặt. Người phụ nữ nào mà quan hệ bất chánh với một người thanh niên, người đàn ông nào khác đó, thì ta phát hiện được là cái người này đã vi phạm cái tội rất là nặng, tùy theo cái mức án mà xử. Cho nên lúc bây giờ hôm nay Chúa Giêsu đang rao giảng. À, rao giảng là mình nói theo đạo Phật là thuyết pháp. À, đang rao giảng. Thì lúc đó có vài người đàn ông dẫn người thiếu nữ bị chối lại và đưa đến Chúa, mới nói rằng: Thưa Chúa, cô này đã phạm cái luật rất là nghiêm ngặt, tức là quan hệ thông dâm bất chánh với người khác. Vậy nhờ Chúa phán quyết như thế nào? Như vậy thì Chúa Giêsu nhìn cái người con gái rất là tội nghiệp. Cái người mà phạm tội mà đưa bị xử, rồi nó vừa nhục nhã bản thân. À, rồi không biết đây xử mình như thế nào, hành hình ra sao nữa, cho nên rất là đau khổ. Chúa Giêsu nhìn thấy người phụ nữ rất là tội nghiệp. Cho nên chính vì vậy mà Ngài mới nói câu nào: Hỡi này các người có mặt ở tại đây, có mặt tại đây nha, mọi người hãy xem xét lại mình từ nhỏ tới lớn. Nếu mình chưa có một lần lầm lỗi nào, tội lỗi nào, thì hãy tự cầm một cục đá ném vào người con gái đó. Xét lại nha. Ví dụ như cả một cái diễn đàn này đi, mình xét lại coi, nếu mình không có một cái lỗi lầm nào từ nhỏ tới lớn, thì tự tay mình cầm cục đá ném vào người phụ nữ đó. Mọi người đó. Cho nên mọi người mới xét lại thì thấy rõ ràng là từ nhỏ tới lớn làm gì không có lầm lỗi. Cho nên rồi bắt đầu người thứ nhất bỏ đi, bị mình có lỗi làm sao mình có khả năng để mình cầm cục đá ném vào người đó.
Người thứ nhất bỏ đi, người thứ hai bỏ đi, người thứ ba bỏ đi, cuối cùng cái số đông người đó bỏ đi hết, thì cô thôn nữ này không có bị ném một cục đá nào hết. Thì Chúa Giêsu mới nói hỡi này cô gái kia, cô là người đáng thương, cô là người đáng tội nghiệp, và tất cả người kia họ đã xét, họ đã có lỗi lầm trong bản thân, trong tâm của họ rồi, vì là họ đã bỏ đi hết rồi, thì thôi cô nghĩa là hãy trở về nhà của mình đi. Nhưng nhớ một điều là từ đây về sau đừng bao giờ phạm lại cái lỗi lầm thứ hai, mà cái tội này tức là quan hệ bất chánh. Thưa quý vị, lúc đó cô gái hết sức là mừng, chứ thôi là bị ném đá, người mà ném một cục rồi nghĩa là không chết thì cũng bị thương tích đó. Cho nên cô này rất là mừng, lại Chúa lia lịa hết. Thì thưa tất cả quý vị, phải nói là cái lòng khoan dung rộng độ của Chúa Giêsu, và phải nói là những người kia xét lại mình đã có lỗi lầm, và phải nói cô này hết sức là hối hận, ăn năn tiếc nối cái việc làm của mình. Chắc có lẽ là từ đó về sau mình độ nghe là không bao giờ phạm lại lần thứ hai. Vậy thì thưa tất cả quý vị, vậy thì tất cả mọi người chúng ta khi mình muốn phán xét ai, muốn phê phán ai, rồi nghĩa là muốn nghĩa là trị tội ai, thì mỗi người chúng ta phải xét lại mình, xét lại mình. Ta xét lại được như vậy rồi đó là ta sẵn sàng tha thứ dung hòa của người đó. Cho nên Đức Thầy đã dạy ta rõ ràng trong cái đoạn cuối bài này, đó là đạo pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tội xét thân tan. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Hay là tiên sử kỹ hậu lai sử bị, bắt lỗi người phải xét lỗi mình. Vậy thì cái thứ nhất để phan dung tha thứ người ta là mọi người hãy nhìn thấy cái bản thân mình, xét lại cái lương tâm mình, coi từ trước giờ có lỗi lầm không. Nếu có lỗi lầm đừng bao giờ phê phán cái lỗi lầm của người khác, ta phải rộng lượng phan dung họ. Cái thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa muốn phan dung là ta phải sẵn sàng thông cảm. Ta phải thông cảm. Tại vì sở dĩ ta thông cảm là ta phải xét nè. Bởi vì cái người đó đã xúc phạm tới mình rồi, xúc phạm đến người thân của mình rồi, xúc phạm tới tài sản của cải của mình rồi, thì giờ ta phải xét lại. Xét lại coi nghĩa là sở dĩ mà họ xúc phạm tới mình hay người thân mình đó, đây là chắc có lẽ là cái chuyện lộn, cái chuyện nghĩa là lầm lỡ của họ thôi, chắc họ không cố ý. Họ không cố ý mà xúc phạm tới mình đâu. Mình suy nghĩ là mình thông cảm mà, mình thông cảm suy nghĩ đây là cái sơ xuất của họ thôi, chứ họ không có ý gì mình hết đó. Thì thưa quý vị, ta suy nghĩ được vậy là ta dễ thông cảm thôi tức lắm đó. Sáng ra cái anh giám đốc này anh mặc bộ đồ quét rất là sạch, rất là đẹp, chuẩn bị đi một cái cuộc họp. Lúc bây giờ cái anh thư ký đó ảnh mới pha sẵn một cái tách cà phê rất là ngon. Thì chờ giám đốc anh vừa bước ra, anh thư ký anh đem cái tách cà phê này vừa bước tới, tính hai tay trịnh trọng đưa cho anh thư ký, nhưng mà anh dấp một cái bực thềm gì đó cho nên anh té, mà nhè té nữa là hất nguyên cái ly cà phê vô cái bộ đồ vest của anh giám đốc này. Quý vị nghĩ sao? Nếu mà đứng về mình phải dê vào biết sao không? Nếu mà anh phải dê biết sao đây? Cự liền hả? Đó, cự liền đó. Chứ mình là giám đốc mà nó là thư ký, nó là lính của mình mà, tại sao nó xúc phạm tới mình vậy? Nhưng mà ngược lại anh giám đốc này anh nghĩ khác quá vậy. Lúc đó nghe anh thư ký quá sợ, anh móc cái khăn lao của anh ra đó, anh lao từ cái chỗ mà cái vết mà vết bẩn nó dính trong cái bộ đồ của anh giám đốc. Anh giám đốc kia là mà anh lao mà anh quỳ xuống lao chứ không dám đứng nữa đó. Ông giám đốc ông khòm xuống đứng vậy, không sao đâu em, để nghĩa là anh đi tắm rửa thay bộ đồ khác là xong. Nói một câu rất đơn giản, rất là thông cảm, rất là thông cảm. Chứ ngược lại nếu mà mình là chủ, đằng kia là tớ, thì lúc đó mình dùng những cái lời mà miên thị, cay đắng, cay cú, để nghĩa là nói nặng nói nhẹ. Nếu mà dùng lời nói nặng nói nhẹ đó là nhẹ nha, còn không nữa là đuổi ra khỏi công ty. Nhưng mà anh này không có một thái độ gì mà hằn học đối với cái người thư ký của mình hết. Từ cái chỗ mà anh đối xử tốt đó nha, thì từ đó sao anh thư ký này anh nỗ lực phấn đấu, anh cố gắng, anh nói anh giám đốc này tốt chưa từng thấy, chưa ai tốt bằng giám đốc, nỗ lực phấn đấu cho nên anh làm hết nhiệm vụ của mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Từ đó mà cái việc công ty của anh nghĩa là cũng phát triển lên, cũng một phần lớn nhờ cái thư ký. Rõ ràng ta cũng mang ơn, mình biết thông cảm. Còn ngược lại lúc đó mình đuổi, mình đánh đập, mình nói nặng nói nhẹ thì cái chuyện gì xảy ra đó. Dầu họ không phản ứng lại chứ, nhưng cái sự cay cú trong lòng của họ, họ cũng quán thù này kia nọ, sau này có chuyện gì xảy ra. Cho nên đó là cái sự thông cảm, thì ta nghĩ rằng họ không có cố ý, mà đây là cái chuyện lầm lỡ của họ xúc phạm tới mình thôi.
Vậy thì ta nghĩ được vậy là ta khoan dung, là ta thông cảm được. Cái thứ ba nữa là muốn tha thứ cái người đó, muốn khoan dung người đó, phải thực hiện được cái lý vô ngã mới được. Vô ngã là không chấp có ta, phải không? Không chấp là thân này của ta, không chấp tâm này của ta, không chấp của cải vật chất này của ta. Đó. Cho nên khi họ xúc phạm tới thân mình đó, thì bây giờ không chấp thân của mình rồi, thì cái danh dự đâu mà cần phải giận. Bị họ nói, ví dụ họ nói nặng, nói nhẹ, nói xấu hoặc giả làm cái gì đó nguy hiểm tới mạng mà ta không cố chấp rồi, lúc bây giờ ta buông xả. Thì xả tâm, xả thân mà xả luôn cả của cải vật chất. Thì lúc đó nghĩa là cái chuyện gì nó tới, nó tới thì ta sẵn sàng khoan dung tha thứ được đó. Đó. Mình nói ra rồi có chứng minh, những cái câu chuyện ngắn mà chứng minh ta mới thấy rõ ràng. Một vị thiền sư ở Nhật Bản trong cái cuốn Góp Nhặt Cắt Đá, ông này cũng đang ngồi thiền, bỗng nhiên có một tên trộm sao mà nó len lỏi vô được trong chùa, nó rút cây dao ra, nó kề cổ ổng, đang ngồi thiền mà kề cổ nè. Nó nói nghĩa là đâu, tiền ở đâu, ông đưa ra đây, không là tôi cắt cổ ông ha. Thì vị thiền sư này không có cái gì mà hề hến gọi là sợ sệt hết, vẫn điềm đạm tự nhiên, nói tiền ở trong tủ kìa, người vô đó lấy đi, chìa khóa ở đâu, rồi ông chỉ chìa khóa luôn. Rồi cái tên ăn trộm tự tại vô ngại như không có chuyện gì xảy ra, bắt đầu lấy chìa khóa mở ra, mở ra rồi đầu lấy số tiền. Khi mà lấy số tiền ra đó thì nghĩa là người ta đi ngang qua mặt thiền sư, cũng không giết không gì, mà đi ngang qua mặt thiền sư. Thiền sư đó khoan hả, dừng lại. Thì nghe thiền sư nói dừng lại, tưởng đâu là cái chuyện gì lớn, anh rút dao ra anh thủ nữa, đúng đó. Nhưng thiền sư nói không, người nói ta một tiếng cảm ơn hả đi chứ, nói ta một tiếng cảm ơn hả đi chứ. Thì nghĩa là thiệt, ta đang chậm nó cảm ơn ông, nói giật một giật hai vậy rồi bỏ đi. Qua mấy ngày sau ta bị bắt, bị cảnh sát ở bên Nhật bắt. Bắt thì mới điều tra ra, hồi đó giờ ngươi đã vướng mấy cái việc mà trộm cắp rồi. Thì mới kể chỗ này chỗ kia nọ, cũng có kể ở chùa đó luôn. Thì lúc bây giờ cảnh sát mới dẫn người ta lại, dẫn lại chùa gặp vị thiền sư luôn. Nói phải cái tên này là hôm đó có trộm cắp tiền của nhà sư không? Nói nhà sư nó không có. Nó không có trộm cắp gì hết, chính tôi đưa chìa khóa cho nó mở cửa mà, cho lấy tiền mà nó còn cảm ơn tôi nữa. Đấy không? Cho nên nói câu này là cái tội người ta rất là nhẹ. 10 chứ nó còn lại khoảng chừng 1 thôi, rất là nhẹ. Nhưng mà sau đó cuối cùng anh cũng bị đi tù, bị cái trộm cắp mấy chỗ khác. Sau khi ra tù rồi lại đi ta đi tới ngay chỗ nhà sư luôn vậy. Thì nói nghĩa là nhà sư là cái người có cái tâm rất là rộng lượng, rất là phân dung. Ngài là cái bậc nghĩa là đạo đức cao cả. Vậy thì nghĩa là con nguyện, con nguyện nghĩa là con sẽ quy y với Ngài để tu hành, bỏ nghề trộm cắp, xin Ngài hãy thâu nhận đứa đệ tử này. Rồi ông sư sẵn sàng thâu nhận luôn, rồi cho ở tu viện. Và từ đó sao anh ta tinh tấn tu hành, sau này làm được cái việc tốt trong đạo đức thú vị. Câu chuyện tới đây hết. Thì rõ ràng ta phân dung đó. Mà nhờ đâu là nhờ ông sư này đó, ông không sợ sệt, cho nên ông không còn ngã tâm. Rồi nghĩa là không chở chết, cho nên không có ngã thần. Và của cải sẵn sàng để cho ta nên trộm lấy, cho nên không có ngã sợ, tức là của cải tài sản của mình. Thì nhờ thực hiện được cái lý vô ngã đó, cho nên anh ta sẵn sàng. Cái thứ tư nữa, ta suy nghĩ rằng coi chừng người ta tạo áp lực cho mình, ha, ta gây hấn cho mình, thì đó là chẳng qua là nghiệp lực. Mình suy nghĩ đó là cái nghiệp của mình, người ta mới nói xấu mình, ta mới chỉ trích mình, ta chê bai mình, cho nên thôi giờ đây là nghiệp mình. Thì mình đã bị nghĩa là ta nói xấu là mình nghĩ là cái nghiệp. Thì cái nghiệp đừng bao giờ ta kháng cự lại, đừng bao giờ ta nổi sân với người khác, mà ta gắng cố gắng là sửa, là mặt tình ai dèm pha tai tiếng, sửa tâm lành như miếng hoa thơm, đến ngày qua nở như đơm thì là chẳng thế, mới hôm bẻ qua đó. Vậy là ta sửa được, vậy là phải qua tốt. Vậy có bốn cách để mà chúng ta khoan dung nha quý vị nhớ. Rồi bây giờ vừa qua chúng ta tìm hiểu vị thứ hai khoan dung, bây giờ ý thứ ba đó là hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Cái chỗ này đó ta thấy là lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Bây giờ cái lòng bác ái là gì, thưa quý vị đồng đạo chính thức? Bác ái, chữ bác đó là rộng lớn, mà chữ ái là thương yêu. Bác ái lại nói rằng cái lòng thương yêu rộng lớn của một đức Phật, của các vị Phật, của các vị Bồ Tát, của những người tu chân chánh mà nghĩ tới tất cả chúng sanh đang lặn hụp trong biển mê sông khổ, đang trôi lăn sanh tử, nghĩa là trong ba cõi sáu đường. Cho nên vì vậy cái người có lòng bác ái là sẵn sàng là thương yêu tất cả mọi người, thương yêu tất cả mọi người. Như vậy thì ở đây quý vị nhớ, cái người tu chúng ta đó, mặc dù mình không được cái hạnh như hạnh Phật hay là cái hạnh như Bồ Tát, nhưng mà chỗ này Đức Thầy dạy chúng ta là phải có lòng bác ái để chúng ta đối xử, cư xử với tất cả mọi người. Thấy không? Cư xử ở đây là nghe là ta
cư xử với đối xử nó giống nhau thôi. Ở trên thì nói là hãy lấy lòng khoan dung mà cư xử với mọi người, hãy lấy lòng bác ái nhân đạo, ý là hãy lấy lòng khoan dung mà đối xử lẫn nhau. Mà dưới này là lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Thì đối xử với cư xử là ý nói rằng cái cách giao tiếp của chúng ta, giao thiệp, giao tiếp chúng ta khi ta đối mặt với người này người kia cái nọ, bất cứ người đó là cái người cao, người đó là người thấp, người đó là người giàu, người đó là người nghèo, bất cứ cái hạng người nào vậy, thì ta luôn luôn đối xử tốt, mà đối xử bằng cái lòng nhân đạo của mình, đối xử lòng bác ái của mình. Ở đây phân tách cho chúng ta thấy cái chỗ mà nhân đạo, bác ái, từ bi. Theo một số trí thức đó, người ta nghiên cứu thế này, đạo Phật đó, thì chủ trương là từ bi hỷ xả, đặc biệt là từ bi á. Còn đạo Chúa đó là chủ trương là bác ái. Còn đạo Thánh đó, tức là Khổng Tử đó, là chủ trương về nhân đạo, tức là lòng nhân. Cho nên vì vậy ba cái tôn giáo lớn này có một cái sự chủ trương khác nhau, mà cái đó cũng rất là hay, rất là đúng đó. Như vậy thì đạo Phật là có lòng từ bi. Từ bi, cái từ bi nó cao hơn cả. Từ bi là thương xót tất cả nhân loại chúng sanh, chứ không phải riêng con người không, mà kể cả nhân loại, mà kể cả chúng sanh luôn. Đó là lòng từ. Rồi bi là cứu khổ tất cả chúng sanh ra khỏi biển mê sanh tử. Cho nên từ bi là phải cứu tất cả chúng sanh. Chúng ta đọc lại cái bài Chư Phật có bốn đại đức, ta thấy rõ ràng vậy, thì nó cao hơn nha. Còn tới cái chữ bác ái đó là cũng nói tình thương yêu rộng lớn, nhưng mà hầu như là nó chỉ chú trọng vào con người. Mà cái thương yêu này chú trọng vào con người, mà kể cả cái người đó mà đối xử tệ bạc với ta, thậm chí họ đánh đập ta, thậm chí họ giết ta, thậm chí họ làm ta ra máu, ta cũng vẫn yêu thương họ. Đó là câu nói của Chúa Giêsu. Thì đó, tình cờ tôi có đọc được một cái đoạn văn mà người ta có viết ở trên vách tường trong nhà thờ, nói nghĩa là Chúa nói câu thế này, nói nghĩa là ta hãy thương yêu hết tất cả mọi người, không phân biệt người đó là giàu hay nghèo, sang hay hèn, mà kể cả người đó họ làm tổn thương ta, tổn hại danh dự ta, kể cả họ làm cho thân ta ra máu, kể cả họ đánh chết ta, ta cũng vẫn thương yêu họ. Cái này khó làm, rất là khó làm, thấy không? Cho nên chính vì câu nói đó, Chúa Giêsu đã bị đầu đậu chợ gai, rồi đóng đinh trên thánh giá. Tôi có coi một cái đoạn clip mà phim ở bên nước ngoài, tôi đóng cùng phim đó, mình thấy rất là tội. Căng tay cái thánh giá, lấy cái đinh dài khoảng gần một gang vậy nè, họ đóng vô, đóng tay ngài vô thánh giá, rồi đóng đinh xuống dưới, rồi đóng bên đây, rồi đầu đậu chợ gai. Các đệ tử nghĩa là khóc gồng hết, không làm gì được, vì đó là cái quyền lực mà, vì họ cho nghĩa là Chúa Giêsu là cái người truyền đạo giống như là cái ngoại, giống như người ngoại đạo, chứ không có giống như là theo cái truyền thống của cái tổ chức của cái giáo hội đó. Cho nên vì vậy mà họ hành hạ ngài, mà phải nói là ngài cũng vẫn thương yêu những người mà làm cho ngài đổ máu. Cái chuyện đó rất là khó làm. Ví dụ ta chỉ thương những người mà thân của mình, rồi thương những người mà gặp khổ khó này kia ta thương, thì chuyện đó ta làm được. Nhưng mà ngược lại cái người mà gây tổn hại danh dự, thậm chí là làm chết sinh mạng của mình, mà mình cũng vẫn thương, cái chuyện này rất là khó làm, rất là khó làm. Mà Chúa Giêsu vẫn nói được câu đó, vẫn làm được như vậy. Đó, cho nên chủ trương lòng bác ái. Còn đạo nhân đó thì chủ trương cái lòng nhân, thấy không? Tức là Đức Khổng Tử hay Mạnh Tử đó, thì lấy cái lòng nhân đạo ở đây cũng chủ yếu là con người, chủ yếu là con người. Con người đối với con người, mà con người đối với người là phải có cái lòng thương cho con người, mà nhất là gặp cái người đó đang hoạn nạn, đang khổ khó gì đó, hay là nguy hiểm tới tính mạng gì đó, thì lúc bây giờ mình khởi lòng thương. Cho nên vì vậy mà Đức Mạnh Tử ngài nói câu sao: kiến kỳ sanh bất kiến kỳ tử, văn kỳ thinh bất nhẫn thực kỳ nhục, thấy sống chứ chẳng nỡ thấy chết, nghe tiếng kêu la chẳng nỡ ăn thịt. Khi nào cái người theo đạo nhân đó thấy con người đó, thấy con vật đó mà họ bị nguy hiểm tới tính mạng, thì cái người đó bắt đầu khởi lên lòng nhân thương xót mình. Đó, cho nên vì vậy là cái đạo nhân này, cái lòng nhân này đó, thì nó kém hơn là bác ái, nó kém hơn là từ bi. Tuy nhiên chỗ này Đức Thầy cũng dạy chúng ta, ta hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Thì đây là muốn nói chúng ta phải thể hiện cái tình thương yêu tất cả mọi người, mà thể hiện cái lòng bình đẳng đối với tất cả mọi người, không phân biệt một ai hết. Cho nên vì vậy Đức Thầy chúng ta mới có chỗ là quế tiễn đồng linh. Giả lại cái tình từ bi bác ái của Đức Phật mà ta nhận thức rất thâm quyền quảng quận, cái tình ấy nó không bến không bờ, không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc, nó cũng không luận sang hèn, và xóa bỏ hết các từng lớp đẳng cấp xã hội, mà chỉ đặt vào một nhân loại chúng sanh.
Đó, rõ ràng trong cái bài ăn đồng bào nhân lỗi thầy cho chúng ta biết vậy. Cho nên vì vậy là ta phải thương yêu tất cả mọi người. Không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn, không có giai cấp khi dòng máu cùng đỏ. Tất cả là con người, tất cả là nhân loại chúng sanh. Cho nên vậy ta phải có sẵn sàng cái lòng bác ái để đối xử với nhau. Chứ đừng có như cái là ta ngược lại. Nếu ta không đối xử bằng bác ái nhân đạo thì ta cư xử bằng gì? Cư xử bằng lòng ích kỷ. Nếu không bác ái nhân đạo là dị tha. Mà nếu không bác ái nhân đạo thì ngược lại là dị kỷ. Dị kỷ là mình, vì mình. Vậy thì lấy cái lòng dị kỷ mà đối xử với con người khác đó thì nó tệ hại vô cùng. Nếu người tu chúng ta mà rơi vào chỗ ích kỷ mà ta đối xử với mọi người đó thì từ chỗ ích kỷ đó là ta dễ nóng giận, ta dễ tham lam. Nói chung là tham sân si ta khởi lên liền. Thấy không? Cho nên chỗ này thầy dạy ta phải lấy lòng bác ái. Đó. Vậy thì giờ nhân cái chỗ lòng bác ái nhân đạo đó thì giờ nó đã sẵn có trong lòng chúng ta rồi. Thì chỗ này muốn khuyên chúng ta đó là sẵn sàng giúp đỡ họ. Sẵn sàng giúp đỡ họ. Giúp đỡ con người. À, vậy thì khi biết con người mà rơi vào trong cái hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ, túng thiếu, họ cần đến sự giúp đỡ của mình, thì ở đây vì cái lòng bác ái nhân đạo mà ta sẵn sàng để giúp đỡ họ. Mà giúp đỡ họ đó gọi là gì? Là bố thí, là cái hạnh tu phước của người đạo Phật giáo mà học. Cho nên thầy dạy chúng ta là cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào phát hiện đức tánh cao cả, thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh. Như thế ta mới thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Cho nên vì vậy nhờ có lòng bác ái cho nên ta mới sẵn sàng hy sinh làm cái hạnh tu phước. Mà trong cái hạnh tu phước đó gồm có là bố thí, một là tài thí, hai là pháp thí, ba là vô thí. Tài thí là ta đem tiền của để giúp đỡ mọi người khi họ cần tới mình. Nhưng mà giúp đỡ trong sự giúp đỡ đó ta phải làm bằng cái lòng bác ái của mình nha. Nhớ là lòng bác ái không phải lòng dị kỷ nha. Nếu dị kỷ là nó khác à. Cũng giúp đỡ người ta mà vì dị kỷ. Dị kỷ thì nghĩa là cầu danh, cầu lợi, cầu tài, cầu phước, cầu gì đó. À, có bằng khen hay là người ta mang ơn mình đó, thì cái đó là dị kỷ chứ không phải là vì bác ái. Mà ở đây nghĩa là vì lòng bác ái mà làm thì ta không cần. Đi ngược lại ta không cần. À, ta dẹp cái bỏ dị kỷ của mình rồi. Cho nên chỗ này từ cái chỗ lòng bác ái ta bố thí giúp đời. À, làm từ thiện để giúp đời. Đức thầy trong cái bài lời phiên bổn đạo Đức thầy có dạy ta làm sao? À, Đức thầy cho biết là việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước rõ lòng thiện nhân. Thấy không? Lão đây thân khó chẳng sờn, tỏ lời khuyến khích tợ đền bá nha. Rồi mới tới chỗ mình nè. Ông nào lòng dạ hải hà. Ha? Phải không? Ông nào lòng dạ hải hà, động tình bác ái, ra mà làm đi. Rõ ràng có chữ bác ái là làm đi là làm gì? Là làm phước. Làm phước là giúp người đối khó nhu mì, dạy nó tâm trì niệm Phật làm ngay. Phải không? Rõ ràng không? Đó là dạy mấy ông, có thầy dạy mấy ông. Người tới dạy bên mấy bà nè. Bà nào quá bữa hữu tài, tiền nhiều đất rộng cò bay mút đồng, cơn này bố thí cho xong, để khi nhắm mắt bên chồng dành chia hết. Không có gì hết, không đem theo được gì hết. Vậy thì giờ ở đây cái quý vị nào quá bụa mà tiền nhiều đâu đưa ta lên coi. Đây hả, có hả. Rồi, mấy người được mấy người? Có một người hả, người dưới có ai nữa không? Có nữa hả? À, vậy thì hữu tài nha. Quý vị là quá bụa tài, chuyến này ta phải gắng cố gắng làm phước này. Thiệt, để khi nhắm mắt bên chồng dành chia. Đó, tôi nói cái cô này thú vị ở gần nhà mình thôi. Cổ cũng mới chết vừa dứt bảy thất đây. Từ nhỏ tới lớn không có chồng, mà tài sản rất là nhiều. Bởi vì con của cả chủ hồi xưa mà. Cho nên tài sản ruộng ruộng không có nha, mà giường rất là nhiều ha. Hãy bỏ bán ra rồi là tiền tỷ đó. Nhưng mọi vị biết là không biết làm phước, không biết giúp đỡ cho ai hết. Cũng không có cái tình thương yêu gì đó ai hết. Sống rất là khô khan từ trần sớm tới ngoài ha. Cho nên vì vậy quý vị biết rồi, nghĩa là bán cái nền nhà mấy trăm triệu rồi nghĩa là sao còn nhiều lắm. Mà tới chừng cái bữa đó tự nhiên ngủ đêm sáng ngày rồi nghĩa là không mở cửa ra, tới chừng tao mở cửa tông vô thì bà còn thở, mà nói chung là thở hết hết là ta biến đó. Rồi nghĩa là đâu có con cá đâu, rồi em út cũng đau thương, bị sống kiểu đó không giúp đỡ ai nó đau thương, cho nên nó không có đem đâu trị bệnh hết. À, rồi nghĩa là lất lất đó, rồi cuối cùng vài ngày sau chết rồi bắt đầu nghĩa là lúc đó nghĩa là tài sản của cải lục ra không còn gì hết. Đó. Có nhưng mà có cái là cái này nó cũng rất là tế nhị mà không nói đó. Nói chung là mất rồi. Giờ nghĩa là ba cái giường để lại đó cũng đâu có ai được, cũng đâu có xài, đâu có đem ra bán rồi bố thí gì được lắm. Cho nên thưa quý vị, rồi nghĩa là tới ngày làm tình tự cũng con em cháu không ai làm tình. Nói chung là bà này rất là thê thảm, rất là tội nghiệp. Thì thưa quý vị đồng đạo kính mến,
Cho nên vì vậy mà người nào mà quá bự hữu tài rồi đó, thì tiền có tiền rồi đấy, quý vị đem làm phước đi, làm từ thiện đi. Quý vị làm như vậy đó là chúng ta gửi ngân hàng Tây Phương, gửi ngân hàng trên Tây Phương đó. À, phước nó còn, thấy không? Phước đức đó vẫn còn muôn thở là nhờ chúng ta làm từ thiện. Còn đó là có câu chuyện mà này là cũng quá bự hữu tài đó nè. Bà không có chồng nhưng mà có đứa con nuôi mà nó đi làm ở đâu xa, rồi đó là sáng ra đó là cũng không mở cửa ra, cũng giống như vậy đó. Tới trưa ra bắt đầu cái lại sớm ta thấy sao mà bà này thường thường sáng mới mở cửa đi chợ, mà giờ bữa nay bà không đi chợ, tới chừng tông cửa vô kêu công an thì cũng mời công an chính quyền địa phương lại. Tông cửa vô thì thấy bà nằm trên cái ghế bố, mà ghế bố bằng cây đó, bà nằm ghế bố đó rồi cái là bà chết rồi. Bà chết đâu hồi nào không biết nữa. Như vậy thì bắt đầu công an người ta mới kiểm tra tài sản của bà và cái tiền mà bà gửi ngân hàng rồi kia nọ đó, thẻ tín dụng rồi vân vân đó là 17 tỷ mấy. Mà người ta sớm ta kể lại là bà ăn uống rất là tiện tặng. Thí dụ lọn rau này đó, đúng là mua ăn ngày bà mua nghĩa là nửa lọn thôi, cái gì cũng mua hết đến hết thôi, mà không bao giờ biết làm phước ai. Mà cuối cùng 17 tỷ mấy bỏ cho xong, không có làm phước mà lấy gì được hưởng. À, thay vì 17 tỷ mấy ta làm đâu 10 tỷ hay gì đó thì cũng có phước để hưởng được kiếp sau. Còn này không làm gì chơi thì lấy gì để hưởng, rồi cái linh hồn không biết bây giờ sao. Cho nên thưa quý vị, vậy thì chỗ này đó là chúng ta có cái lòng bác ái, thì giờ đây nghĩa là ta phải đem lòng bác ái đó để ta giúp đỡ mọi người, giúp đỡ bằng tiền bạc, bằng tài vật, bằng của cải, bằng tài sản, cái gì mà họ cần mà nếu ta có khả năng nha, làm theo khả năng à, thì ta sẵn sàng để giúp đỡ họ. À, thứ hai nữa là pháp thí. Pháp thí nghĩa là mình đem ngoài cái tài sản đó rồi, thì giờ nghĩa là mình đem cái lời hay lẽ phải, cái trí huệ giống có mình qua quá trình chúng ta nghiên cứu học hỏi Phật pháp để mình truyền đạt tới người khác để ta nghe. Quý vị không có khả năng đứng trên diễn đàn thì nghĩa là ví dụ như ngồi bằng tròn đó, mình nói dài ba câu đạo đức, mình phi người ta niệm Phật, phi người ta làm lành lánh dữ, và ba câu đạo đức quý vị cũng đang làm pháp thí. Rồi giờ mình không có khả năng đó nữa mà quý vị đến, quý vị giữ cái chương trình thuyết giảng này ha, là chúng ta cũng đóng góp vào cái công việc à, là pháp thí. Thấy không? Giờ mình thuyết giảng đây mình học mình nghe, mà nếu mà bữa nào quý vị lại thuyết giảng mà mình ngồi im lặng lắng nghe lời nói của các vị giáo lý viên truyền đạt vào cái tư tưởng của mình, thì mình nghe mình tiếp thu được là bữa đó quý vị quá lời. Còn bữa đó lại mà ngồi đó ha, mà cứ quay qua quay lại nói chuyện người này nói chuyện người kia cái nọ ha, ai coi đang nghe đạo đây mà nói chuyện cỡ này ghẻ chị sao rồi, dâu chị sao, gái chị sao rồi, lúa cắt lúa chưa người kia nọ, thì cái như bữa đó mình lỗ. Bữa đó mình lỗ, lỗ là trong khi ở nhà mình làm được cái buổi sáng gì đó mà giờ mình không làm, mình đến đây mục đích để nghe đạo ha. Rồi chút nữa cái là mình thọ dụng cái này kia cái nọ nữa, cái là cái lỗ cái nữa. Cho nên vì vậy quý vị lại đây mà tập trung mà lắng nghe, rồi đó là vừa lỗ tai vừa nghe nha, mà cái tâm mình vừa niệm Phật cái nữa, thì cái phước quý vị nó quá lớn, lớn hơn tôi lắm, lớn hơn tôi với chú Buông mà đứng trên diễn đàn. Tại vì tôi đứng diễn đàn chỉ nói pháp cho, chỉ nói đạo cho quý vị nghe thôi. Còn quý vị với vừa nghe mà vừa niệm Phật để tâm lắng lòng lại nữa, thì coi như là cái công đức của quý vị rất là lớn. Quý vị có đồng ý chỗ này không? À, xin cảm ơn quý vị. Đó, kính thưa tất cả quý vị đồng đạo kính mến. Rồi còn cái vô quý thí là gì? Rồi chúng ta thấy cái vô quý thí là những cái gì mà người ta sắp nguy hiểm tới tính mạng, mình sẵn sàng lăn xả vào đó để giúp đỡ. À, mình cứu khỏi cái mạng sống người ta. Trong cái đoạn clip mà hôm này tôi mới câu nè, ngắn thôi, cái anh này không biết lý do gì mà thấy tôi quay lên á, ảnh lấy nguyên một cái bình xăng, một canh xăng này, ảnh chế vô mình, ảnh chế vô ảnh, đầu đầu cái là mọi người ta dòm thấy ngạc nhiên nha, ta dòm coi thái độ cái gì sao. Anh khờm xuống, anh mở cái bị anh ra, anh lấy cầu quẹt, cầu quẹt là chăm mình chứ gì. Tại vì mọi người đứng xung quanh ta hết hồn với ta giạt ra chân. Nhưng mà có ông này quý vị, ông này cũng khoảng cỡ sáu mấy tuổi, ông từ phía sau đi trước, ông ôm ăn liền, ông ôm trận lên liền, ông vừa vuốt da vuốt ngực, ông vuốt da vuốt này kia, mà ông nói vì người nước ngoài cho nên không nghe được cái tiếng đó, ông nói một vài tiếng gì đó mà so dịu được cái anh này. Cho nên cái ông này ông làm được cái việc này, ông là vô cái thế đó, trong khi người ta sợ ta bỏ ta chạy bị lửa xăng này nó phức cái là ta cháy nữa sao, mà ông lại đông ôm là ông được cái hạnh vô cái thế. Chứ đâu phải đợi người tu, cái chuyện đó là ai làm cũng được hết. Nhưng mà thử hỏi cho mình có can đảm, có gan dạ, có dám hy sinh để mình lăn xả ra làm giúp đỡ hay không. Đó, như vậy thì thưa vậy, vậy tài thí, pháp thí, vô thí, đó là cái hạnh tu phước. Ngoài ra ta đóng góp công sức tài vật để làm việc từ thiện xã hội. À, bây giờ công sức là sức công lao động ra làm. À, còn không có sức công lao động mình làm không nổi, thì có tiền mình đóng góp vô, người ta bắt cây cầu làm con lỗ đó, hay hoặc giả cất cái nhà tình thương trai đó, hay là xe từ thiện đưa rước bệnh nhân miễn phí, hay là kiếm thuốc nam, bất cứ việc từ thiện gì mà ta làm có ích lợi cho nhân sanh, thì ta sẵn sàng đóng góp công sức tài vật vô làm, thì rõ ràng ta đã có được cái phước, ta được cái phước. Đó. Vậy thì ta làm đó là đâu, là xuất phát từ cái lòng bác ái nhân đạo của mình. Nhớ nha,
Còn mình làm mà không phải là lòng bác ái nhân đạo á, thì ta làm bằng vị kỷ như hồi nãy đời giờ đã nói đó, thì nói chung làm cái đó cái phước nó không lớn. Vị kỷ là phước không lớn, cũng có được đó, nhưng mà nó không lớn, không lớn bằng cái bác ái nhân đạo. Vậy thì cái thứ ba này đó thứ gì? Là đối xử bác ái nhân đạo, ngoài cái đối xử làm phước giúp đời ra rồi đó, là ta đối xử với nhau bằng lòng bình đẳng, bằng tình thương, bằng bác ái, bằng rộng lớn. Đó. Trước khi ra cái mục này, kể quý vị nghe câu chuyện rất là ngắn như thế này. Ông thầy đồ này đó, tức là ông thầy nho hồi xưa đó, ông dạy mười mấy người đệ tử. Trong mười mấy người đệ tử thì người giỏi có, người dở có. Cho nên theo cái thông lệ đó, cái câu ta nói sao? Mùng 1 Tết cha, mùng 3 Tết thầy. Cho nên vì vậy cái ngày mùng 3 Tết sáng ông mở cửa ra. Ông mở cửa ra thì ông gặp một cái cậu học trò đó đứng sẵn trước cửa. Thì cái là ông ngạc nhiên. Ông nói ủa, sao con không chờ cái bạn bè đi chung luôn cho nó vui mà con đi mình lên vậy? Cái bắt đầu cái là ông vừa nói mà mời vô nhà rồi. Đứa học trò đứng lên nó phanh tay. À, nó vợ thưa thầy, con thầy cũng biết đó, trong lớp học mười mấy người, con là học trò dở nhất của thầy. Nếu như con đi chung với chúng bạn đó thì thầy tiếp chuyện với những cái bạn giỏi không à, con đâu có cơ hội để nói chuyện với thầy được. Đâu có cơ hội để nói chuyện với thầy được. Cho nên một câu nói ngắn gọn của đứa học trò dở nhất trong lớp mà đã đánh thức được cái vị học cái vị thầy này. Ông thầy ổng đơ người ra, ổng ngạc nhiên vô cùng. Rồi ổng gật gật đầu. Ổng mới nói thôi con đứng đây đi. Thầy đi ra phía sau chứ. Ổng ra phía sau đó. Ổng mới kêu vợ ổng sắp cái mâm trái cây rồi bánh mứt này kia nọ, cũng mâm nhỏ nhỏ vậy đó. Ổng bưng ra. Hai tay ổng trịnh trọng luôn. Ổng nói với là thầy cảm ơn con. Lời nói của con nãy giờ đã đánh thức được thầy. Vì thầy đối xử không công bằng, không có lòng nhân đạo bác ái, chỉ tiếp chuyện riêng với những người giỏi mà thật sự là vậy, những học trò giỏi. Cho nên vì vậy lời nói của con đã tác động vào tư tưởng của thầy. Thầy rất cảm ơn con, thầy học được cái bài này rất là hay. Thầy tặng cho con một món quà này, con hãy đem về để làm kỷ niệm. Quá hay luôn. À, thưa tất cả quý vị, đâu phải mình là ông thầy là mình hoàn toàn mình hoàn hảo hết đâu, mình giỏi hết đâu, mà câu nói của đứa học trò đã nhắc nhở được thầy vậy. Cho nên ở đây thì chúng ta phải nhớ rằng, và thưa tất cả quý vị đồng đạo kính mến, vậy thì ở đây chúng ta phải nhớ đó là phải lấy lòng bác ái nhân đạo, hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Vậy thì cư xử bằng cách là bình đẳng, bác ái, vị tha, à, rồi đó là sẵn sàng giúp đỡ họ tài vật công sức gì đó để ta tạo cái phước cho mình, vừa cách cư xử mà vừa tạo phước chúng ta. Đó là lời thầy dạy chúng ta. À, bây giờ quay thứ tư, ý thứ tư đó là thầy dạy là cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, hãy ráng sức thi hành. Sao có thầy ủng hộ? Nói dài dài đó là nãy giờ đó là tới chỗ này là chỗ chúng ta diệt cái bản ngã ta, thấy không? Diệt cái bản ngã của mình nào. Nãy giờ là cái cây nhân ngã này đó, cái cây ngã này đó, cái nhân ngã này đó là ta diệt. Nãy giờ là ta chỉ mới có mé nhánh thôi, mà cái chỗ này là chỗ bứng gốc nữa nó mới hết, nó hết cái bản ngã chúng ta. Đó. Như vậy thì giờ chỗ này thầy dạy cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, hãy ráng sức thi hành, sẽ có thầy ủng hộ. Đó. Cái lý vô ngã là gì? À, lý là lý lẽ ta biết rồi, mà vô ngã là không chấp có ta. Chữ vô là không, mà chữ ngã là ta. Mà không chấp có ta, mà không chấp có ta là không chấp cái gì? Một là gì? Một là ta thường chấp là cái vọng ngã của mình, à, tức là cái tâm ngã chấp đó, gọi là ngã chấp tâm. Thứ hai đó là ngã chấp thân. Thứ ba là ngã chấp sở, à, hay là gọi là sở ngã sở chấp bái. À, là có ba cái cách chấp đó mà ta bị vướng vô đó, mà ta bị luân hồi sanh tử. Cho nên đọc lại cái đoạn văn nè: trong khi các tròn ở trong biển mê sông khổ thường bị những chiến ngược nhiều đời mà làm cho linh hồn phải chìm đắm trong ba cõi sáu đường xuống xuống lên lên luân hồi chuyển kiếp ấy nè, chỗ này đoạn văn nè, ấy cũng tại sự mê lầm của lục căn mà làm sai đắm lục trần. Cái ý thức lầm lạc ấy, ý thức lầm lạc ấy đó là rõ ràng do cái vọng ngã chấp ngã, chỗ ý thức lầm lạc gì trong tâm ý của mình nè. Đó, cái đó là cái vọng ngã, gọi là ngã chấp tâm. À, làm là cái khiến các nhò nhận lấy cái thân ô trượt này là thật, là thân tứ đại nè, thân này gọi là thân ô trượt. Mình nói thân là mình sạch sẽ, mình tắm xà bông sức nhiều thơm, chứ sự thật do Phật thấy nó là thân ô trượt. Ở ngoài thấy nó đẹp vậy đó, nhưng mà ở trong là nó chứa lục phủ ngũ tạng là toàn những đồ hơi thứ không. Cho nên Đức Phật mới gọi nó là thân ô trượt. Vậy thì cái là chấp thân. Vậy thì cái là ta ngã thân, nó chấp thân này là của ta. Rồi bây giờ đó là cái cảnh phú quý cùng cuộc tồn viên tồn tại vui sai nào hai thân vô thường tạm mượn cho tứ đại nhập thành. Vậy thì cái cảnh phú quý là giàu sang sung sướng,
Mà giàu sang sướng là chỉ cho tài sản của cải vật chất của mình có nè. Cho nên vì vậy là ta chấp của cải của mình, thấy không? Rồi của tình duyên tồn tại vô sang. Tình duyên đó là gì? À, đó là cái duyên tình, đó là cái tình cảm chồng vợ con cái anh em thân bằng quý thuộc. Thì rõ ràng ở đây là gọi là coi như là ngã sở, đó gọi là ngã sở hay là ngã cảnh à, hay là ngã sở chấp ái đó. Vậy thì vì ta thương mến của cải vật chất người thân của mình, cho nên ta kẹt vô ba cái chấp này: chấp thân, chấp tâm, rồi chấp ngã, chấp sở chứ à. Cho nên từ cái chỗ chấp đó mà ta bị luân hồi, như cái đoạn trên đã nói, luân chuyển báo đền, xuống xuống lên lên. Thôi hiểu vậy. Hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta đó là cần hiểu cái lý vô ngã, là ta phải diệt cái bản ngã này. Ta diệt được cái bản ngã này ta mới được cái lý vô ngã. Còn nãy giờ mình đang sống với bản ngã không đó. Mình đang sống ở đây là mình sống với là bản ngã của mình đó. Mà sống với bản ngã đó là sống đó là gì? Là trong cái ngũ quẩn không? Mình đang sống với ngũ quẩn không? Ngũ quẩn là năm món, là sắc quẩn, thọ quẩn, sắc, thọ, tưởng, hình thức, hành thức. Đó. Thì năm cái quẩn này, sắc là chỉ sắc thân chúng ta, hai là sắc cảnh ở bên ngoài, thấy không? Mà trong sắc thân chúng ta thì nó có năm căn. À, như vậy thì rõ ràng là ta chấp sắc thân này là thật của mình. Mà hôm nay chúng ta từ cái chỗ sắc thân đó, ta bị kẹt vào chỗ là thọ tưởng hình thức, nó nói liền theo liền. Cho nên bây giờ Đức Phật, Đức Thầy dạy chúng ta tu phải dẹp bỏ nó. Như vậy thì ta phải quán cái thân này nó là vô thường, do tứ đại đất nước gió lửa tạo thành, và sớm muộn gì cũng sẽ bị tan rã. À, đặng vậy ta mới tránh được các sự xúc động, các mối dục tình, tránh điều lý khổ do nó gây nên. Vậy thì hằng ngày chúng ta tu tập đây, ngoài cái phương pháp niệm Phật, ta còn phải quán xét cái thân này là do tứ đại, mà tứ đại là đất nước gió lửa tạo thành. Quý vị thấy xét kỹ rồi, con người khi chết rồi đào xuống dưới, ta chôn ở dưới ba lớp đất, chừng vài chục năm ta đào lên đó còn cái gì? Còn nguyên không? Mặt thịt. Cái chất đặc trong cơ thể của mình nó trả gì cho đất? Chất đặc là gì? Là xương, là thịt á, à, trả gì cho đất. Rồi nước trong cơ thể mình nó trả gì cho nước. Rồi đó là cái hơi ấm trong cơ thể mình, gọi là cái nhiệt độ, nó trả gì ánh nắng mặt trời hay là lửa. Rồi không khí chúng ta hít vô thở ra, nó trả gì cho gió. Cho nên bốn cái chất này khi nhờ tinh tra, đầu tiên là nhờ tinh tra huyết mẹ cấu tạo thành, lúc đó nó hợp chất lại, bốn chất này nó hợp lại bắt đầu thành cái thân chúng ta. Rồi cho nên mình chấp cái thân này là thật của mình. Thành ra nhà Phật dạy chúng ta như vậy thì đó là bốn chất, thì cái thân này có cái chỗ nào ngã đâu? Đất là của ta không phải, nước của ta không phải, lửa phải không phải luôn, rồi nghĩa là gió cũng không phải luôn. Như vậy thôi, mà nếu mà nó không phải thì nghĩa là thân này nó có bốn cái ngã sao? Bốn ngã sao? Cho nên vì vậy đất nước gió lửa không phải của ta. Mà mình xét được vậy rồi mình đâu có chấp thân này chứ, mà không chấp thì cái thọ quẩn nó cũng mất luôn. Cái thọ quẩn mất luôn. Thọ là gì? Tức là ta thọ là ta tiếp nhận những cái gì vui buồn, phải không? Quý vị thấy cho ta đang sống đây mà tiếp nhận cái gì mà thấy vui là ta đang thọ đó, mà thấy buồn ta thọ đó. Còn cũng có khi là không thọ vui, không thọ buồn, cũng có khi vậy luôn. Vậy thì thọ quẩn đó. Rồi nghĩa là tới gì nữa là tưởng quẩn. Tưởng quẩn là ta suy nghĩ, ta nhớ lại. Có khi nghĩa là ngồi đây mà ta nhớ cái chuyện mà quá khứ, cái chuyện đã qua rồi. À, cái chuyện đó bất cứ chuyện gì, ví dụ vậy, vừa cất được cái ngôi nhà rất là đẹp, nhà tiền tỷ đó, cho nên ngồi đây chứ nhớ tới ngôi nhà của mình đẹp là chúng ta đang bị tưởng quẩn rồi đó. Thấy không? Là chuyện quá khứ, chuyện đã qua. Rồi bây giờ cái chuyện sắp tới, chuyện sắp tới mình phải làm cái gì? Ta ngồi đây mà ta đang nhớ cái chuyện sắp tới đó, hoặc giả đang ngồi đây mà nghĩ cái chuyện hiện tại, đó là tưởng quẩn, thấy không? Tưởng quẩn. Rồi tới nghĩa là hành quẩn. Hành quẩn là gì? Hành quẩn ở đây đó là khởi niệm sinh diệt liên tục. Nó khởi cái niệm sinh diệt ở đây là không phải là hành động nha. Khi nào quý vị tạo tác hành động ngoài nó gọi là hành quẩn, là cái đó là hành động. Còn cái này là gọi là hành quẩn, là nó trong tâm thức của mình mà nó luôn khởi niệm sinh diệt là liên tục luôn đó. Nó vận hành trong, nó vận hành thao tác ở trong nội tâm của chúng ta. Mà trong cái hành quẩn này nó có thiện và có ác, có thiện và ác. Cho nên vì vậy đó là ta cũng bị kẹt vô cái chỗ này, nó vận hành trong ta, tâm thức ta hoài luôn. Thứ năm nữa là gì? Thứ năm nữa là thức quẩn. Thức quẩn là cái thức, thức là cái biết, mà cái biết là nó biết phân biệt, thấy không? Vừa nãy đó là cái thân này, nó cái miệng này nó ăn cái gì vô đó nó cảm thấy ngon, là cái thức này nó phân biệt ngon. Cái đó dở là thức này phân biệt, mà cũng do cái thọ là nãy nó thọ cái miếng ăn đó à, rồi bắt đầu là nó cảm thấy ngon thì nó vui, mà không ngon thì nó buồn. Cho nên vì vậy nói chung là ta sống trong cái là phân biệt tốt xấu, đẹp xấu hay dở, rồi đó là vui buồn. Nói chung là vậy thì bốn cái quẩn này đó, thọ tưởng hành thức, nó thuộc về trong tâm pháp của chúng ta. Còn sắc thân này nó thuộc về sắc pháp. Cho nên sắc pháp và tâm pháp cái này nó làm cho ta nhiễm. Mà ngày nay khi chúng ta đã tu rồi thì giờ nghĩa là ta diệt được cái thân vô thường này, thân tứ đại này, ta không có suy nghĩ nó là thật của mình nữa. Từ đó ta không chấp. Không chấp thì từ từ thọ quẩn rồi hành, rồi tưởng quẩn rồi hành quẩn rồi thức quẩn, từ từ nó cũng theo đó nó mất luôn. Hoặc giả là dạy hành theo Đức Thầy đã dạy chúng ta, đó là trong cái bài quyển tư, trong quyển tư
rõ ràng là phá ngũ uẩn. Thầy dạy người ta là phá ngũ uẩn là phải trừ tham sân si rồi nhân ngã. Vậy thì nghĩa là ta trừ được tham rồi đó, là ta phải tu tập thiền định, ta phải niệm Phật để nghĩa là ta được định tâm, ta diệt trừ được tham sân của mình. Rồi si là ta phải tu giới, ta tu giới, mà giới nghĩa là giới phải tu bằng giới tánh của mình đó. Mà giới tánh đức lộc tổ ngài dạy sao? Người mà muốn được cái giới tánh đó là gì? Là tâm mình không nghĩ thiện, không nghĩ ác và không ganh ghét, không tham lam sân nộ si mê và không khởi niệm trước hại. Đó là cái tánh giới mà gọi là giới hương của đức tổ ngài đã dạy. Thì ta đạt được cái chỗ đó gọi là tâm mình nó định liền. Mà tâm định là phát khai trí huệ thì nói chung là tham sân si phát khai trí huệ là si đâu còn nữa, thấy không? Rồi nhân ngã ta không biệt, ta không phân biệt giữa người và ta. Do không phân biệt đó thì cuối cùng nghĩa là ta đã đạt được cái lý vô ngã. Nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, mà sắc không không sắc chứ là sao? Ta đạt đến cái chỗ này đó là cái chỗ sắc không đó. Thì thưa tất cả chú vị đồng đạo, chúng nói ở đây nó không hết đâu. Khi nào quý vị nghe cái chuyên đề mà phá ngũ uẩn á, riêng về phá ngũ uẩn không á, thì giáo lý viên ta sẽ trình bày sâu cái này. Đây nghĩa là trong khuôn khổ một ý nhỏ cho nó, chúng tôi chỉ nói hết thôi. Vậy thì sau khi chúng ta dẹp được cái bản ngã của mình rồi, chấp tâm, chấp thân và chấp của cải vật chất, ta dẹp được nó rồi thì lúc bây giờ đức thầy dạy chúng ta cái phần sau đó là hãy ráng sức thi hành, sẽ có thầy ủng hộ. Thưa quý vị, đây là muốn nói lên cái tha lực nhờ cái sự gia hộ độ của thầy mình, của Phật. Ở trên là bốn cái trên là gọi là tự lực nha. Ta tự lực ta tu, lấy gương trí huệ và dọn sạch ma lòng là một, phan dung là hai, rồi bác ái nhân đạo chư sử mọi người là ba, rồi đó là chúng ta phải thực hiện lý vô ngã là bốn. Đây là bốn cái mục là chúng ta tự lực. Mà sau khi chúng ta tự lực rồi, ta nhờ tha lực của Phật, của thầy độ ta, của Phật thầy độ ta. Cho nên hãy gắng sức thi hành, sẽ có thầy ủng hộ. Mà ủng hộ cho ta là độ chúng ta là độ tại thế gian này hoặc giả xuất thế gian luôn. Bởi vì Phật từ bi độ tử độ sanh, là độ kẻ hiền lương nhân ái. Thưa tất cả quý vị đồng đạo chúng tôi, nhưng mà để nói cái độ này đó thì thưa quý vị, để rút kinh nghiệm mình nói chút xíu nữa để cho quý vị thấy cái kết quả của cái độ. Nói chung là thầy độ cho rất là nhiều người tín đồ mà tu, nghĩa là chân thành quán đạo, thầy độ rất là nhiều là nhờ ta nỗ lực phấn đấu tu hành nhưng mà tôi rút kinh nghiệm từ bản thân nè. Thưa quý vị, cái năm mà tôi 20 tuổi đó là cái năm đó là tôi bị sốt rét rừng, đi núi Cô Tô lấy thuốc hai lần, đi gần Chị An lấy thuốc một lần. Cho nên về đó là chuyến đó là bị sốt đâu 5-7 người, mà những người kia chết hết gì. Còn tôi là quý vị biết, hãy trưa mà tới 9 giờ là bắt đầu tự nhiên cái lưng của mình nó gần ha, mà nó nóng lên là nóng muốn sản rồi đó. Gắng cố gắng về niệm Phật nóng muốn sản, nóng xong rồi nó gung là chùm mền, bao nhiêu cái mền nó vẫn là gung hết cho nên thưa quý vị, nhưng mà vậy ra chứ là sớm chiều tôi vẫn cúng lại, vẫn niệm Phật như thường, vẫn niệm Phật thường. Rồi lần lần cũng uống thuốc, bây giờ thầy đã dạy rồi, rủi ốm đau bởi tặng căn tiền hoặc hiện kiếp làm điều bảo ác, phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẩn giá Phật trời, nguyện sửa lòng mắt Phật giúp đời, xuống phước động từ bi hiển xã. Cho nên một mặt nghĩa là vừa ăn năn cúng lại sớm chiều là chúng ta ăn năn rồi đó, nay con nguyện cả hết ăn năn rồi. Rồi một mặt khác, vì lúc đó tôi đứng ở phòng thuốc cũng hút thuốc rồi cũng chém thuốc cũng chặt thuốc này kia nọ, cho nên nghĩa là phước điền tạo tác. Rồi một mặt khác nghĩa là uống thuốc nam, thuốc tây, thuốc bắc đó. Rồi mặt khác nữa là niệm Phật, nguyện sửa lòng mắt Phật giúp đời, xuống phước động từ bi xã. Thì lần lần quý vị biết là năm người đã chết trong cái trận mà sốt rét đó, mà còn một mình tôi sống lại. Mà không phải mình nói mấy người kia là dở, nhưng mà nói chung là cái số mạng nữa, cái số của người tới số rồi thì coi như là đi thôi. Thành ra mình rồi làm gì cũng chưa tới số, rồi cũng nhờ một mặt khác là thầy độ. Đến năm 32 tuổi quý vị biết, năm 31 tuổi có cái bà thầy thuốc này, bà là cái dạng tướng ứng nè, bà hút thuốc nói chung lòng thang có nhiêu thôi mà nào cũng bệnh nào cũng hết nha, bà hút rất là nổi tiếng. Lúc đó bị tôi đứng phòng thuốc cho nên tôi cũng tiếp bà lật giặt này kia. Tự nhiên bà nói câu đó, bà nói đề cường à, tôi nói cho đệ biết nha, đệ đi theo tôi mà làm thuốc á, đệ mới thoát khỏi cái bệnh nha. Nếu không là năm tới là năm đệ 32 tuổi là đệ mang cái chứng bệnh đó là què giò luôn. Bà nói mình không tin, tôi nói tôi không tin. Nhưng mà theo cái gì, qua năm 32 tuổi do mình đi khiêng cây rồi làm từ thiện này kia nọ đó, cho nên lúc đó tôi bị đầu tiên là bị cụp lưng. Cụp mà cũng gắng cố gắng làm khiêng cây nặng, gắng cố gắng làm, bị cụp hoài đó, gì cụp hoài. Gắng cố gắng biết, quý vị biết rồi, bắt đầu tôi đi hết nổi rồi. Nằm võng hay nằm xuống ngồi vậy là khom là đi hết nổi rồi. Bắt đầu xuống kinh tọa. Mà xuống kinh tọa tao bị kinh tọa nó nhẹ, còn mình bởi cái là nó nhức, nó bực nhức lưng và các chê mà đâm trong đó. Ngủ đêm sáng ngày mà thức dậy ra đi làm vệ sinh rồi đánh cúng lại thì nó nhất chịu không nổi mà tim đập thình thịch, nó mệt. Cho nên quý vị biết đó là, nhưng mà thật sự mà nói đó là không phải mình tự hào, mà tôi cũng gắng cố gắng cúng lại không bỏ thời nào hết. Nhưng có cái ngồi niệm Phật ngồi không được, thường thường mình ngồi cả tiếng rưỡi đồng hồ là bình thường, nhưng mà mấy lúc mà mấy tháng trời mà nó đau nhất đó
vừa gác cái giò lên ngồi nhờ niệm Phật là ở bên đó là bên cái mông bên tay trái là nó nhất, cũng như là ai cầm cái cây gì mình sơn trọng đó. Chắc có lẽ là kiếp trước là mình cũng đâm gì ai đó cho nên bây giờ bị đó, nói theo nghiệp lực. Nhưng mà tôi gắng có gắng, tôi không ngồi được mà tôi nằm tôi thiên thiết mà lúc đó niệm Phật thành tâm lắm, bởi vì lúc đó nó chán đời rồi mà niệm tôi giá cho nó chết mình giảng sanh luôn chứ sống nó khổ quá. Niệm thiên thiết tiếp, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, mình niệm hoài không chết, niệm hoài không chết mà sống tới giờ luôn. Cho nên rồi cuối cùng thì cũng thuốc men này kia nọ, rồi niệm Phật, rồi cũng gắng cố công phu này kia nọ, rồi hết cũng đi làm từ thiện, cũng đi cũng đó cũng biết nói đạo rồi la ra rồi, thì cho nên vì vậy nó cuối cùng nó cũng qua được đó, nó qua được. Đám tiết tới giờ này lâu lâu thỉnh thoảng cái bệnh kinh tọa nó cũng tái lại, nó cũng tái lại. Nhưng mà gọi cái nghĩa là cũng uống thuốc lai ra, rồi cũng cúng lại, cũng niệm Phật, rồi cũng đi làm đạo sự, đi thuyết giảng vậy đó thưa quý vị. Mà khi nào, lúc nào tôi đi làm đạo sự ở địa phương, lúc nào đi thuyết giảng chỗ này chỗ kia, thì nghĩa là tâm hồn nó rất là khỏe, thể xác nó rất là khỏe, đi gì chứ rất khỏe. Quý vị thấy trời nắng này tôi đi chạy cả trăm cây số, quý vị nhìn thấy mệt lắm, nhưng mà tôi đi về rất là khỏe. Nhưng mà nếu ở không ở nhà mới bệnh. Ở nhà ở không mà 3-4 bữa mà không đi làm đạo sự, không đi thuyết giảng rồi là trong mình nó muốn bệnh nha. Cho nên vì vậy mà quý vị thương tôi đó, lâu lâu quý vị đề nghị yêu cầu chúng tôi chở về đây hoặc chở nào thiết giảng hoài hoài vậy cho tôi đỡ bệnh, chứ ở không ngoài đó bệnh. Cho nên vì vậy đó quý vị thương tôi, quý vị gắng cố gắng đề nghị về thiết nhiều chút ha. Quý vị có đồng ý không? Rồi xin cảm ơn. Cho nên thưa quý vị, tại vì nhờ mình làm cái việc đạo sự cho nên nó lướt cái bệnh quá, bệnh là bệnh nghiệp mà đó, cho nên lúc mình làm đạo sự là nghiệp nó không dây mình được. Như vậy thì ở đây gắng sức thi hành sẽ có thầy ủng hộ. Thì tôi nghĩ rằng trong cái diễn đàn này hay là nhiều đồng đạo chúng ta ở nơi khác quý vị, nhờ quý vị gắng cố gắng theo lời thầy dạy, chỉ dạy phương pháp tu tập, cho nên quý vị cũng được thầy độ rất là nhiều, chứ không phải là mình tu đó. Thầy độ rất là nhiều, cho nên hãy gắng sức thi hành sẽ có thầy ủng hộ. Thì thưa tất cả quý vị đồng đạo kính mến, vậy thì năm cái ý chính trong cái đề tài cái tìm hiểu cái lý vô ngã này tôi trình bày đến đây, thì thưa quý vị xin nhắc lại. Đầu tiên, đức thầy dạy chúng ta là hãy lấy gương trí huệ mà dọn sạch ma lòng. Vậy thì ma là nó luôn luôn nó đối mặt với người tu, luôn luôn là nó phá người tu. Mà giờ hãy ma là phải lấy cái gương trí huệ để diệt trừ cái ma đó. À, mà trí huệ nó muốn có thì không có khác gì hết, là chúng ta dựa vào những phương pháp tu tập là văn tư tu, là giới định huệ, rồi cái là diệt lục căn không nhiễm lục trần. Đó, rồi cái là thực hành theo cái bài môn hoàng diệt thầy dạy hay là bài tu thân xử kỹ. Đó, thì đây là cái phương pháp của ta là phát khai trí huệ, hoặc giả là tu thiền và niệm Phật cũng đều là phát khai trí huệ hết. Đó, thì được như vậy là ta giết được cái ma dương trong lòng của mình. À, ngoài ra cái thứ hai đó thầy đã dạy chúng ta về cái phương pháp chúng ta tu tập là cách đối nhân xử thế, giữa là nghĩa là khoan dung, rồi giữa là lòng bác ái để giúp đỡ tất cả mọi người. Thì hai cái ý này nó cùng chung một ý, đó là ta vừa khoan dung vừa có lòng bác ái. Như vậy đây là cái cách đối nhân xử thế. Hồi nãy là mình tu tập cho bản thân, bây giờ là chúng ta đi ra giao tiếp với người thì phải có lòng khoan dung. Mà khoan dung để chi? Để ta diệt được cái lòng sân của mình, để ta thông cảm tha thứ với tất cả mọi người khi xúc phạm tới mình. Còn bác ái để chi? Là để ta thể hiện cái tình thương yêu đối với tất cả mọi người. Và từ cái tình thương yêu đó, ta sẵn sàng có của cải công sức để ta giúp đỡ tất cả mọi người, để thể hiện cái lòng bác ái nhân đạo chúng ta. Đó. Rồi đó là cái cuối cùng là ta phải tu tập bằng cách là ta diệt cái bản ngã này, để ta trở thành nghĩa là con người sống trong cái lý vô ngã. Mà vô ngã là không chấp có ta. Mà từ chỗ không chấp có ta thì nói chung là tất cả những cái vọng chấp khác, tất cả những cái ham muốn nghĩa là quyến luyến cho cõi đời này, chúng ta cũng đều buông xả hết. Sở dĩ ta vướng bận đó là tại vì đó là ta còn cái ngã, cho nên ta vướng bận đủ thứ hết, danh lợi cảm tình quy quyền phú quý được hàng ngày ghi nhớ, rồi còn cũng tưởng mất cũng tưởng này kia nọ, tất cả là ta đều vướng nó là do gì ta còn bản ngã. Mà bây giờ ta diệt được cái bản ngã thì ta được cái lý vô ngã. Vô ngã là không chấp ta, mà trong cái vô ngã đó là ta được một cái chân ngã hay là cái thật ngã. Chân ngã thật ngã đó là chỉ cho chân như chữ như Phật tánh của chúng ta. Đó, thì được như vậy là ta tu được như vậy rồi, cố gắng hành trì theo lời thầy dạy rồi, thì cuối cùng ta sẽ được đức thầy sẽ gia hội độ cho mình, mà độ chúng ta ở thế gian này và độ chúng ta khi chúng ta nhắm mắt được về cõi Tây Phương Cực Lạc hay là được về cảnh giới Niết Bàn. Thì thưa tất cả quý vị, đây là tóm lại đoạn cuối trong cái bài lời phiên môn đạo. Đây là những cái ý chính mà chúng ta cần phải tu tập, mà trên cái phương pháp tu tập này đức thầy đã dạy chúng ta rõ ràng, đây là cái giáo lý học Phật rõ rệt để dạy chúng ta, nghĩa là xây dựng ta tu tập trên bước đường tu tập chúng ta, để chúng ta đi đến cái chỗ giải thoát viên mãn, mà giải thoát ngay ở tại thế gian này. Nếu chúng ta mà thực tập được vậy nha, là bảo đảm vậy là chúng ta giải thoát ngay ở thế gian này, chứ không phải được về Cực Lạc mới giải thoát. Bởi vì mình đã vô ngã là nó không vướng bận cái gì rồi, cho nên vì vậy ta giải thoát ngay thế gian này. Mà cái người đó khi chúng ta bỏ xác ở thế gian này rồi thì chúng ta về cảnh giới Niết Bàn, ta về cảnh giới Cực Lạc, ta an vui tự tại. Thì thưa tất cả quý vị đồng đạo kính mến, thì phần trình bày chúng tôi thì mong rằng quý vị cùng tôi gắng cố gắng nỗ lực phấn đấu tinh tấn hành trì
qua lời dạy Đức Thầy, cái đoạn văn như đã nói trên, cái phần luận văn như đã nói trên, nếu được như vậy thì kết quả chúng ta là rất là tốt ở hiện tại và tốt ở mai sau. Đến đây xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì trước khi dừng lại ở đây, cũng xin chân thành cảm ơn chánh quyền địa phương đã tạo được cái điều kiện thuận lợi để chấp thuận chúng tôi trở về đây. Xin chân thành cảm ơn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Hòa, ban tổ chức chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Đúng ra trong cái ngày hôm nay gặp gỡ chia sẻ cùng quý vị là cái nhân vật chính đó là giáo lý viên Quỳnh Thị Bạch Lê. Tuy nhiên không biết giáo lý viên bị kẹt cái gì đó mà nhờ chúng tôi thiết thế thì cũng được, ban trị sự cũng chấp nhận, ban tổ chức cũng đồng ý, cho nên chúng tôi về đây thiết thế. Thì thưa quý vị, vì nghĩa là cũng xin chân thành cảm ơn một lần nữa là đối với ban tổ chức đã tạo được điều kiện chúng tôi được trở về đây để chia sẻ cùng quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đại diện cho các ban trị sự cơ sở đến tham dự. Cảm ơn các nhà mạnh thường quân, cảm ơn các vị là nhân sĩ trí thức, các vị trong các tổ từ thiện xã hội, quý vị đồng đạo, và nhất là cảm ơn cái đội vây phim của anh Hồ Văn Đức cùng các vị đồng hành đến đây để quay lên cái đoạn video clip này đăng lên không gian mạng để cho nhiều người xem đó là giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo, xem đó để người ta hiểu, để người ta có thể có cái cơ hội ta quy y theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, thì đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta được phát huy, được rộng rãi để nhiều người tu theo, thì điều đó rất là tốt. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Cuối lời xin cầu chúc cho tất cả quý vị luôn được dồi dào sức khỏe và được tinh tấn hành đạo như đoạn cuối trong bài chánh định Đức Thầy đã dạy: tâm ta chẳng còn sao động, trí ta tỏ rạng như trăng rằm, một màu sáng suốt không nhiễm ô cảnh ngoại, dứt tuyệt hết các sự phàm trần, lần bước đi đến cõi giải thoát. Xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Ở đằng kia nghe. Đi vô đây đi. Mấy bác còn kêu ngồi nặng mà thấy có mình lẻ loi. Bả làm gì vậy? Bả nào với mày? Dạ. Mấy bà ngồi đằng kia kìa. Chụp lần kỷ niệm chứ có đâu mà chúng ta cái máy lại thắng mình không có dạ. Cái ai gọi là
đây 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 ngồi đây nè. Không, tôi ngồi đây rồi. Mười cái này là đoàn quay phim nè nha quý vị. Đây. Cảm ơn cô Bảy miền Tây nha. Dạ, mời đoàn quay phim dùng cơm nha. Mời cô Bảy miền Tây dùng cơm luôn. Cái ông này dạ. Có quen không cô Bảy? Dạ, cái ông này đang đối diện đó. Cái ông này thì đầu tiên không có quen em. Dạ. Rồi 10 năm sau mới có quen hả? Dạ, dài 10 năm sau có quen. Rồi bây giờ thằng quay phim là cái clip của chú của anh là gì ạ? Cô Bảy miền Tây. Bảy bảy bảy. Đây đây là đoàn quay phim chính nha quý vị. Chính ở huyện An Giang mình nha. Tỉnh An Giang. Tỉnh An Giang đứng đầu bảng luôn. Kính mời dùng cháo cà phê, dùng xong rồi đến hậu trường thẳng ngay. Lắng nghe giáo pháp tu hành. Nghe xong truyền lại cháu con của mình. Dạ. Quá hay quý chị ơi. Giờ không có câu nào mà bán cơm cho nè. Không có câu nào mà bán cơm cho nè. Được cho tôi vô. Vô đi. Chị ba ngồi đó luôn đi. Muốn cho khỏi Phật vừa kề không? Dứt hết vọng niệm thì bắt ngài bên ta. Mang cơm hả? Biết chồng ăn cơm ơi, cái này không có đâu chăng. Mấy nắng này mấy con Covid chứ cá. Bữa nay cho con quay cảnh ngồi nắng. Ăn cơm chung với mấy người như thế không được không đi sao mà ăn có lên phút luôn phải không? Sáng nay mình đến tâm hòa gặp ban tổ chức vui mừng bắt tay. Ơi quá dùng xong dùng lại rồi vui mừng bắt tay. Sáng nay mình đến tâm hòa gặp ban